bạn hữu gần xa, nếu có nghe qua thì hãy tránh xa ra. Cái trò chơi mà đá gà nó không tốt đâu nha, giúp ta thì ít, hại ta là bán nhà. Ngày xưa tôi là đại gia, một tiếng hai tiếng cậu ba, tôi rất là tài hoa, cậu ham mê à đá gà như bảo táp phòng ba. Số sáng vì mấy con gà không ai nhận ra, chỉ vì bề đá gà mà danh tiếng cậu ba quăng vào bãi tha ma. Chuyện của tôi ai mà không biết, tôi mê đá gà. Sang đá con điều, chiều đá con ô, thời hên đã tới tôi ăn tiền một bao. Vào cuộc chơi ai mà không muốn thắng hơn thua nhiều, cùng bởi mê gà gia cảnh không lo, vợ con bỏ hết giờ mồ côi một mình. Linh kê quý kê từ mì kê ối trời, độc nhãn xuyên đau đêm ngủ không yên, mong cho trời sang đưa quyết trận thư hùng. Linh quý kiểu gì ta đâu thua đó, ngày nào cũng thế thì của bằng non cũng không còn. Trời giao xuân vui ba ngày Tết, lớp theo con gà xin tâm sự rằng chuyện mới đây thôi, nhà xe bán hết giờ tôi đi bụi đời. Bạn hữu gần xa, nếu có nghe qua thì hãy tránh xa ra. Cái trò chơi mà đá gà nó không tốt đâu nha, giúp ta thì ít, hại ta là bán nhà. Ngày xưa tôi là đại gia, một tiếng hai tiếng cậu ba, tôi rất là tài hoa, cậu ham mê à đá gà như bảo táp phòng ba. Số sáng vì mấy con gà không ai nhận ra, chỉ vì bề đá gà mà danh tiếng cậu ba quăng vào bãi tha ma. Chuyện của tôi ai mà không biết, tôi mê đá gà. Sang đá con điều, rồi chiều tôi đá con ô, thời hên đã tới tôi ăn tiền nó một bao. Vào cuộc chơi ai mà không muốn thắng hơn thua nhiều, cũng bởi mê gà gia cảnh không lo, vợ con bỏ hết giờ mồ côi một mình. Linh kê quý kê tử bị kê trời đất ơi, độc nhãn xuyên đau đêm ngủ không yên, mong cho trời sang đưa quyết trận thư hùng. Linh quý kiểu gì ta đâu thua đó, ngày nào cũng thế thì của bằng non cũng không còn. Trời giao xuân vui ba ngày Tết, lớp theo con gà xin tâm sự rằng chuyện mới đây thôi, nhà xe bán hết bây giờ đi bụi đời. Xin tâm sự rằng chuyện mới đây thôi nha, nhà xe bán hết bây giờ đi bụi đời. Gần xa nếu có nghe qua thì hãy tránh xa ra, cái trò chơi mà đá gà nó không tốt đâu nha. Ba con á coi bộ ly kỳ lắm hả chú? Ly kỳ mà còn rùng rợn nữa.
cỡ Tề Tuyên Dương hay là Tây Mông Khánh còn thua ổng một bậc. Chú Mười, ba con đã già rồi, một đời ổng cực nhọc lao tâm khổ trí mới gầy dựng được một chút ít sự nghiệp như ngày hôm nay nè. Tuy là má con mất hơn 9 năm rồi, vẫn ở vậy à, gà trống nuôi con á, chứ đâu có tái giá gì đâu. Mày biết sao không? Ổng sợ tái giá tốn tiền nữa chứ không có tốt lành gì đâu mày ơi. Thì ba con có hà tiện cũng là để dành cho con thôi. Thành thử con nghĩ mà con thương cho ổng. Con không phản đối gì cái chuyện mà ổng vui chơi giải trí đâu. Ngặt ổng vui chơi mà hậu quả bắt người ta gánh, cái đó mới... Nó hành nói tỏi gì tôi đó. Mười quẹ anh Bảy, tôi mới lên tức thời đây nè. May quá bắt được thơ anh hồi tháng trước, mà còn lo thu xếp gia đình, thu xếp công chuyện nhà, bữa nay mới đi được á. Ô bông lúa xếp hai tay hai cái vali, còn tay nào mà mong rua mong sự. Chuyện nhỏ dễ ở đưa đây đó. Ok Salem. Thanh Kiều, lát nữa nhờ xách luôn cái vali vô nhà giùm nha. Sếp nào quay ác nha. Tài xế xe công ty chứ sếp nào đâu chú. Trời, tài xế. Trời ơi, tao tưởng tưởng đâu sếp quay nhiều lắm, thì ra té ra chỉ là sập thơ. Đây chú sẽ lần lượt trong vai hoàng đóng cũng quay như thường. Rồi đây tôi cũng sẽ quay giống như thằng đó. Trời ơi có không nói ra bắt đâu làm sao. Sao chú cũng anh em với ba của cháu, chắc ăn vô cùng. Đừng lo. Tài xế mà mày đặt đổ kết, ăn bận bảnh bao làm tao sổ quá trời quá đất. Từ đâu là quan lớn bạn có tía mày. Tài xế của giám đốc là phải chỉnh tề phong độ vậy mới đúng quy sách chứ. Nè, mai mốt rồi nhận trách vụ, chú cũng phải là mặc áo vest nè, mang dài thắt cà vạt, chứ không có xề xò lởm thởm về được đâu nha. Mặc vest mang giày tôi không ngán, nhưng bữa tôi thắt cái thòng lọng vô cổ rồi sao tôi phát nhận luôn. Nhận vài bữa rồi quen à chú ơi. Quen rồi mà thiếu nó là gió nhập cảm ho liền, chưa kể nguy cơ là ung thư cuống họng nữa đó. Chà, ông kỹ sư mới ra trường lại muốn nhảy qua làm bác sĩ sao? Ở nhà thế nào? Có phá giới leo lề không mày? Dạ, đàng hoàng tử tế mà ba. Hết giờ xuống phân xưởng nghiên cứu kỹ thuật pha chế, là ngồi đây nè, học nè. Học da quấn á, dài dài luôn nhỉ. Có bà hai nè, đeo dính một bên, túc trực 100% luôn. Cái đó có tôi làm chứng. Nó đọc có dây, có nhợ, có điệu, có dần, làm tôi tưởng nó tụng kinh. Vậy là khá đó, cuối tháng ta thưởng nha. Nó khá, còn anh sao? Đi Đà Lạt tiếp thị, vui hay buồn mà về sớm vậy? Đi không coi ngày, xui lắm đừng có hỏi. Còn cái cô thư ký á, bộ ba bỏ lại trên đó rồi sao không thấy về? Tao đã nói xui lắm đừng có hỏi. Nhất là mày á, tao đã dặn bất cứ cái chuyện gì mà có đàn bà con gái là không được ghé mắt tới. Chà, anh dạy thằng nhỏ nghiệt quá anh Bảy. Tôi thấy hồi mà anh cỡ nó nghe, anh quậy mát trời ông địa luôn mà. Thì tao đã từng trải rồi, kinh nghiệm quá rồi nên tao mới đúc kết lại thành một bài học cho nó chứ. Ủa, ba nói vậy hồi đó ba cũng... Đừng có nhắc cái chuyện đó con. Bởi vì hồi đó ba đâu có được ai dạy dỗ về cái chuyện này. Cho ba biết yêu là lỡ làng, biết yêu là ngỡ ngàng. Sao anh vẫn mãi hoài còn yêu? Biết yêu là phũ phàng, viết thơ tình cho nàng, mà sao nàng cứ làm ngơ. Con gái bây giờ thích làm gì? Con gái bây giờ hay giả dờ? Con gái bây giờ thích làm ngơ, con gái bây giờ quá khờ. Ta biết yêu là sẽ đau, ta sẽ yêu vào kiếp sau.
sinh sống như một giấc mơ. Thì con gái bây giờ dễ yêu mà thôi. Vậy thôi, bởi vậy con phải luôn luôn nhớ lời gia quấn của ba, nghe chưa? Dạ ba yên tâm đi, gia quấn của ba con thuộc lòng mà, bảo đảm với ba nghe, đàng hoàng số một luôn đó. Hồ, cái gì là hết hồn rồi? Dạ chào cậu Bảy. Đứa nào hồ đây? Đàng hoàng tử tế vậy đó hả Sang? Cái miệng mày đọc lời gia quấn mà cái tay mày dắt con gái vô nhà. Bảy, tôi vẫn không phải thằng Sang đâu. Mồ nhí chú hả? Ẩu đi, nói không sợ thục lưỡi. Chú làm gì có con gái? Không phải con gái tôi mà là con gái của ai? Của chị Năm. Hả? Dạ, thưa cậu Bảy, con là con út đẹp nè. Má con tháng nào á cúng 30 mùng 1 cũng nhắc tới cậu Bảy luôn á chứ. 30 mùng 1 rồi thì cúng trời đất tổ tiên ông bà nhắc tôi gì? Bị má con nói hồi trước á, cậu Bảy có hứa đâu mỗi tháng gửi tiền về cho con mua sữa con uống, còn dư bao nhiêu ấy để dành lớn lên nó đi lấy chồng. Cái đó hồi trước cũng có tu chứng, không biết cố ý hay vô tình mà anh lại xù luôn. Mười mấy năm chưa gửi về con nhỏ một cắc nào hết. Thì tại ba con có cái tật hay quên. Đúng rồi, hư quên lắm. Nó Tết nhất mà ba con quên lì xì nè. Hư quên mà. Sáng sớm mà quên đưa tiền chợ luôn. Bởi vậy đi hớt tóc đó, ha, quên trả tiền rẽ tay. Cái đầu sao đâu. Mọi con đi học nè, tháng nào á cũng nhắc ba đóng tiền học phí hết á. Bởi vậy làm giám đốc trăm công ngàn việc, tao có ba bốn cái đầu đâu mà nhớ hết phải không mày? Dạ. Quên như vậy thường thường người ta nói là quên khôn, quên có chọn lọc đó, quên chi đó, chứ không có quên thu. Trời, quên thu nghèo học gạch sao chú? Má con nói á, cậu Bảy giàu mà keo lắm, cho nên ba biểu con á, chuyến này lên đây phải nẹo cậu Bảy thực hiện đúng lời hứa, để coi 18 năm lại ra là 216 tháng, mỗi tháng tính bình quân 300.000 thôi, hết thải là 64.800.000 đồng. Trời đất ơi, 64.800.000 đồng. Ôi nghe qua tôi muốn rụng rời tại chân, tiền chớ đâu phải là rượp rạc, mà tính ra sau 14 chồng làm tôi nghe nát tan lòng. Cậu đừng buồn đừng than tranh chi, bởi ngày xưa cậu hứa ngon thiệt ngon, còn bây giờ tiền xin hai trao cho con đem cất ra nhà sau. Bây giờ là máu xương của tôi thì nói với anh cũng đâu phải người nhìn. Thôi anh đừng làm tôi phải nói thêm, đâu có bao nhiêu cậu hãy đưa tiền đi. Không bao nhiêu sao được, 60 mấy triệu mà không bao nhiêu. Thì đâu có nhiều nhỏ gì đâu. Má con nói nhắc cậu đưa tiền chứ để làm thinh hoài á, sợ cậu nói má con không cần tới cậu rồi cái cậu giận. 64.800.000 chứ nhiêu dữ à. Con nhỏ nó mần tán sẵn hồi nào mà đâu ra đó rành rẽ thiệt nghe. Có một đứa như nó ở trong nhà bảo đảm hốt bạc, không có sợ lòi ra ngoài một ten nào hết. Không sợ lòi sao 800.000. Không mấy vậy đi, thôi con lấy chẳng 64 triệu được không? Cho lợi cậu 800 luôn á. 64 triệu là mười mấy cây vàng chứ bộ bữa sao?
mười mấy cây vàng đối với ba không bằng sợi lông cẳng. Con thấy trong tủ sắt của ba. Ai khảo mà biệt ai vậy? Hai anh em mày dẫn nhau vô nhà đi, tao nói chuyện với chú Mười chút xíu. Ủa, chị em chứ đâu phải anh em. Cậu, con dễ lớn mà. Thôi đi đi đi, nhiều chuyện quá. Con nhỏ màu mắn thương quá hả anh Bảy? Nó đó phải không? Nó đó chứ ai. Tối ngày cứ ca hát bay nhảy như con chim vậy, không biết ức giáp gì ráo trọi. Mà ai biểu chú đưa nó lên đây? Tôi tự đưa nó lên cho anh biết mặt, dầu gì cũng là máu mủ ruột thịt của anh mà. Trời ơi, tai dách mạch rừng, chú không sợ bể bạc tay quầy ra hay sao? Chuyện đã qua lâu rồi, chị Bảy cũng không còn nữa. Nhưng mà còn thằng Sang, còn dư luận xã hội. Nên nhớ bây giờ tôi là một giám đốc, là một thành viên lãnh đạo. Rồi hỏi này hỏi nọ, bất cứ một tai tiếng nào dù lớn hay nhỏ xảy ra đối với tôi cũng đều là tai hại, hiểu chưa? Nhìn nhận lại một đứa con bị bỏ rơi, bù đắp lại bao nhiêu thiệt thòi mà nó phải hứng chịu mười mấy năm lạc lõng. Tôi thiết nghĩ đó là một hành động nhân đức, hợp đức làm người đó anh. Chú thì nghĩ vậy, còn thiên hạ người ta nghĩ khác. Để nó ở với chị Năm là yên rồi, không thì lai dẫn lên đây, đứng lên đây quậy cho đất bằng nổ sóng rồi. Đừng la tôi mà anh Bảy, anh không bằng lòng thì thôi, cho nó ở chơi vài ngày rồi tôi đưa nó ra bến xe, nó đi về mình ên nó dưới đi. Anh lo tiền lần đi. Tiền gì? Thì 64.800.000 nó tính trước mặt anh đó. Anh hứa rồi, nuốt lời được sao? Anh là giám đốc, là tỷ phú, nuôi con mỗi tháng 300.000 quá rẻ. Đừng có bủng xỉn, dư luận xã hội người ta cười. Ê, bộ chú mày muốn tao phá sản không? Hả? Thế mười quẹo. Tôi giúp anh gầy dựng một sự nghiệp đạo đức lâu bền. Ham giàu mà bỏ quên đạo đức mới là phá sản. Anh hiểu chưa anh Bảy? Hiểu sao? Anh nên nhớ, sống trên đời này, người giàu sang cùng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời, dù sống thương đau. Ngày này chết rồi, trời bị cảnh người giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ trao. Này nhà lớn lầu vàng son. Thôi. Nói nhiều quá, la họng quát. Chú nói tôi nói nhiều, chú cũng nói nhiều hơn tôi nữa. Lâu ghê mới được nói một bữa, nói cho nó đã. Tôi nói vậy đúng quá rồi, phải không anh Bảy? Chú công nhận tôi nói phải đi. Chân tôi quẹo nhưng lòng dạ tôi nó thẳng băng à. Không có hạ độc thủ chém sau lưng anh đâu mà anh sợ. 64.800.000 tôi nói vẫn chơi. Ủa Bảy sao vậy nè? Cấp cứu. Trời ơi, đừng có quýnh. Không có làm sao đâu. Trời ơi, tôi chạy xe rồi ổng lâu ngày tôi biết mà. Tôi biết ổng nghe hao tiền là ổng xỉu liền à. Vậy sao? Vậy lấy thuốc gì chữa cho anh tỉnh đây? Khỏi cần thuốc, yên chí để tôi. Ông chủ ơi, vụ 64.800.000 là nói chơi. Hả? Nói chơi? Thì không buồn không? Thấy chưa? Hiệu nghiệm cấp kỳ. Cái gì kỳ vậy trời? Ủa cái vụ gì vậy? Cô tới chưa? Dạ, bữa nay ông Bảy giám đốc đột xuất bắt ảnh đi đưa đi Vũng Tàu, chắc là về trễ một chút. Rõ ràng cái thằng này chưa đi mưa, chỉ biết đánh bò cạp mà. Chị Chính là lớp nhà hàng, lớp giữa trái cây, có quẩn đâu mà nó hẹn ra đây rồi bắt ngồi chờ à.
Chắc nó đợi tam đột tàu gỡ nhẹ hầm răng cửa rồi nó mới thông suốt thế nào là lễ độ đó. Khỏi cần nặng tay, để từ giao lam tặng cho nó vài đường ghi lét lên trán làm kỷ niệm mà là nó phải nhớ đời. Đừng nóng ấy, em chuyện cái tăng sở khanh để đó chị xử cho. Bà chủ thông cảm giùm, chẳng qua ảnh là tài xế ăn lương của người ta. Vậy chứ nó ăn lương của tôi chắc. Lương tôi trả khơi khơi, tôi đâu có bắt nó hầu hả? Khỏi phải chầu trực mỗi ngày 8 giờ. Nó hẹn với tôi, mà lỡ có đi đâu á, thì cũng phải báo cho tôi biết chứ. Chị Chính, đừng cãi lý tụi này mất công lắm. Chị hạ lệnh, chị hô một tiếng đi, em lấy theo nó liền giờ nè. Em hả? À? Em thì cho nó làm quảng quang luôn. Tội nghiệp ảnh mà nhị vị đại ca. Ảnh lúc nào cũng kính trọng và tôn sùng nhị vị đại ca, coi nhị vị như là hai bậc hảo hán đệ nhất võ công trên chốn giang hồ. Thôi thôi đi, xịa vừa thôi em gái. Xịa quá coi chừng sệ môi tốn tiền đi mỹ viện á. Sài Gòn 18 quận huyện đều biết thằng kép em thuộc cái hàng đại đại ma đầu. Trước mặt nó tung hô, chứ sau lưng nó ếm bùa trù cho người ta bị xe tin ngựa đá đó. Trời ơi, ai mà ác dữ vậy đại ca? Bất quá ảnh chùa đại ca cỡ mắt phong trúng gió là cùng à. Kìa, nhắc Tào Tháo tới kìa. Dạ. Ồ, chào bà chủ. Dạ, chạy lúc ra vẫn còn chậm 5 phút á. Cho xe vô gara, thằng em ba chân bốn giọt thẳng về đây tách thì. Ồ, anh Tư, anh Tám, anh Giỏi, anh Quý Quỳnh. Tiểu đệ vẫn mong được chiêu đãi quý huynh chầu lẩu dê rượu rắn mà chưa có cơ hội. Hôm nay à... Im ý, bà chủ đang giận anh đó. Anh Tám á, đòi lấy thẹo anh, còn anh Tư á, hâm lại cho anh làm quặng quan. Tính sao tính á. Trời đất ơi, chi mà dứt nghĩa đoạn tình với bà chủ. Thằng em trễ 5 phút thôi mà. 5 phút hả? Mà có biết đây 5 phút của chị Chính là bao nhiêu không? Đủ mua 10 cái mạng của mày á. Ê Thanh, mày bắt chị Chính lại là mày tới số đó nha mày. Ủa, trời đau quá, Quỳnh ơi, buông ra coi đi em giải thích đã. Buông nó ra đi, để tao coi cái nó xạo, nó dễ dở tới cỡ nào. Rồi chừng đó đó, hai đứa bay đó, tùy nghi sửa trị đó. Trời ơi, thằng em có ăn được gan trời đâu mà dám nói láo nói khoét với bà chủ. Tin tức thằng em cung cấp cho chủ đều là toàn là đạt mức độ chính xác cao, chưa bao giờ xỉa bậy mà. Vậy được cái tin công ty Rosa làm hàng dởm có chính xác đâu. Tao cho đi kiểm tra nè, tao có thấy dởm chỗ nào đâu. Sắp tới rồi. Ông Bảy đã lên kế hoạch, giao cho cậu Sang nghiên cứu chi tiết. Chừng nào họ thực hiện, thằng em báo cáo cho bà chủ ngay. Chắc chìa là tao khất nhượng nghe mày. Đảm bảo ăn chắc. Thể bên trong mà tiểu đệ phát hiệu, bên ngoài quý huynh cho quản lý thị trường ập vô bắt quả tang, là giám đốc Trần Văn Chua nhất định trở thành Trần Văn Đắng. Trở thành Trần Văn Đắng hả? Dạ. Yeah. Phước bảy đời của nhà trả ra mày. Ê, không được mày, không được mày. Còn sao bà chủ? Trần Văn Đắng là tên thằng em thứ 10 của anh giả. Cái thằng cha đó đó hả? Nắng cũng xong, dông cũng được. Cái đầu ấy trơn truột, ruột để ngoài da. Tối ngày lê la, hết gạo trong nhà cũng không thèm thắc mắc mà. Bà chủ muốn nói ông mười quẹo phải không? Ủa, sao mày biết? Trời đất ơi, tưởng nói ai. Ông ở cổ cò ông mới lên. Ông sắp được bổ nhiệm làm tổng quản đốc, cai quản hết kho xưởng, nhân sự trong ngoài. Ê, có thằng cha đó đó hả? Mày liệu hồn á nha mày. Lòi mặt chuột như chơi đó con. Sức mấy bà chủ. Trời ơi, mặt đã ngơ ngơ như cái thằng khờ ra chợ. Em chỉ cần thi triển nửa chiêu là đủ sỏ mũi dắt và đi ngọt sớt. Khinh địch á, là hư việc tao nghe Sở Khanh. Cái thằng cha đó đó nghe, coi lù khù vậy đó. Chứ nhìn cái gì đó hả, chả cũng thấy hết đó. Qua mắt chả có dễ là mày. Mày nên nhớ chuyện con thỏ chạy đua thua con rùa. Bộ gió mày lăn xăng lít xít, người ta đưa chân ra khều một cái là té chỏng rộng. Đừng có mặt tài khôn. Ê, sao vậy? Chết rồi anh Linh, có sao không anh?
Có đau lắm không nhở? Thấy thương quá à. Không sao đâu. Cái này là cũng như anh Tư vợt judo cho mình vậy mà. Anh Tư ra đòn dĩ nhiên là mình phải ngã thôi. Nói vậy có nghĩa là mày ngã xã giao đó phải không? Mày muốn ngã cho đúng phép lịch sự không? Hả? Dạ thôi. Anh Tám hiểu lầm rồi. Cô sao xã giao kiểu này cho mình mày nó riêng hết hả? Ý tiểu đệ muốn nói là võ nghệ mình thấp kém, quý huynh xuất thủ là tiểu đệ đành chịu knock out. Chứ cỡ 1:30 như thằng cha 10 quẹo á, có nằm chiếm bao á, mới tranh cơ tiểu đệ nổi. Thôi, đánh võ miệng bao nhiêu đủ rồi. Bây giờ nghe tôi dặn nè, phải gấp rút thu thập đủ chứng cứ cho tao bướng cái gốc công ty Rosa. Triệt tiêu cái thằng cha bị dởm, quét cả nhà nó tư xuống dưới, cho đi ra đường móc bọc hết cho tao. Có dính đàn em trong đó không bà chủ? Mình là em út mà, dính sao bất tử với anh? Đúng, xong việc rồi đó hả, bà chị sẽ đưa hai em về nhà hàng. Một đứa thì chỉ huy bồi bếp, còn đứa ngồi kế thu ngân chịu không? Đã quá. Ngồi kế thu ngân à, trời ơi, lúc đó mình bận đầm bận riếp. Trời ơi, cặp giò cha cừ không mà đòi bận đồng bận riếp. Không dám đâu, mát mẻ trơn trẻ nè, coi cái nè đó. Stop. Làm vậy là mất văn hóa biết chưa? Ôi mẹ ơi, mày sợ mất văn hóa hay mày sợ mất bản quyền á? Không phải sợ, mà đề cao cảnh giác. Thời buổi này sơ sẩy ly là trượt đi một dặm, thủ cản chắc ăn hơn. Phải không đại ca? Yeah, lụm đâu ra câu triết lý được quá chứ. Dạ, cái câu đó là thằng em cốp nguyên văn lời con gái con Bảy Dỗm trao đổi với thằng em tối hôm qua. Gì? Bảy Dỗm chỉ có một mình thằng Sang thôi, đào đâu ra con gái mày? À, đây là thuộc loại chuyện bí mật thâm cung, chỉ lưu hành kín trong nội bộ hai anh em ông Bảy Dỗm thôi với ông Mười Quẹo. Tình cờ lọt vô cái lỗ tai của thằng em nữa là ba đó. Con nhỏ nó độ bao nhiêu tuổi? Khoảng 18, 19 gì đó. Không lẽ nó còn sống? Nói gì vậy? Hồi đó họ nói nó chết khi mới lọt lòng mà. Bà chủ muốn nói cô Út Đẹt hả? Nó tên Út Đẹt hả? À? Đặt cái tên còn nhỏ mà đặt cũng không nên thân. Dạ, tên coi xấu nhưng mà ngoại hình coi đỡ, không có quải đâu. Mặt trái xoan nè, mũi dọc dừa. Đồ con bắt chư bắt giới. Báo cáo lên bà chủ là phải hoàn thành trung thực, hoàn toàn trung thực chứ, không có quyền thêm bớ. Sao díu ta hoài vậy? Ê, hổng à, có tao đứng đây à, lao sao hoài à. Mày để yêu thằng Sở Khanh kể tiếp cho tao nghe không? Dạ, thằng em thống đoán Út Đẹt là con tư sanh của ông Bảy Dượng với một bà vợ nhỏ nào đó. Sợ bà lớn nổi tam bành nên ổng mới giấu nhiệm, đem nhỏ về cổ cò nhờ người ta nuôi giùm. Giấu thì giấu, tại sao giả phải nói là con nhỏ chết rồi? Dạ, thì ổng sợ là bà nhỏ lợi dụng đứa con rồi yêu sách này nọ làm khó nên ổng ém luôn. Khốn nạn, như vậy là đúng nó rồi. Bà chủ làm sao vậy? Tao buồn. Bố mẹ thấy mặt tao buồn, sao mày hỏi vô chi vậy mày? Nè, mày phải biết chị Chính có tánh thương người sao? Chị Chính nghe kể câu chuyện đau lòng đó nên chị Chính buồn á mày. Thằng cha đó thiệt là đồ khốn nạn mà. Đúng mà. Dạ, chẳng những khốn nạn mà còn là nhẫn vô nhân đạo nữa. Ê, cái biệt danh Sở Khanh của mày đó hả? Đáng lẽ đó là của con Chả mới đúng đó. Dạ phải. Bắt mang cái biệt danh quan nghiệt quá à, không xứng với cái tên của em. Tội nghiệp Quan Thị Màu. Nó đàng hoàng cỡ ngang hàng mã giám sinh chứ không có kém đâu á. Ảnh là mã giám làm, cháu tám đời của mã giám sinh. Ê, hồi nãy mày khoe là tối hôm qua mày trao đổi với con Út Đẹt chuyện gì? Bây giờ mày tường thuật cho tao nghe coi. Dạ,
Số là khi trời vừa chạng vạng, thằng em sửa soạn đi về, thấy thằng Út đứng tầng ngần trước cổng, có lẽ đang nhớ tới sứ cổ cò. Cái thằng em không lẽ làm ngơ, sắp tới hỏi liền: "Này cô Út, sao ngồi lặng lẽ, có ai chăng đêm đã đến rồi, ngày đang đến cho đời thật trẻ, thế sao cô cứ mãi si tư. Hãy nghe tôi kể chuyện phố xa, rất đông vui vàng tiếng cười đùa, có con chim về chào nắng mới, khẽ cô nghe câu hát yêu thương. Này cô Út thôi, đừng nhận dối, bước theo tôi ra phố đông người, để cô thấy bên mình lột ra cho heo mày đang say mê." Này, nít! Ê, mày tính dẫn ra đường mà làm gì mày? Dạ em hỏi, cô muốn đi coi cải lương cho đỡ buồn không? Qua đưa đi cho. Tối nay người ta hát ở tuồng Nỗi Lòng Anh Super, hay độc đáo. Cái cụ nói: "Thôi, trường gái đi coi hát chung với đàn ông không tiện." Thằng em phân bua liền, qua lái xe cho ông Bảy kể như người nhà, mắc chi cô sợ. Cô trả lời ngược lại: "Không phải sợ mà đề cao cảnh giác, thời buổi này á, xảy một ly là trượt đi một dặm anh ơi." Thằng em đâu có sợ đâu, tiếp tục tấn công. "Cô Út ơi, cô yên tâm đi, đi với Hoa là bảo đảm. Kiếm hết cái đất Sài Gòn này cũng không gặp được một thằng nào mà chín chắn hơn Hoa đâu." Ai nghe tới cái chỗ này chắc nhỏ nó cười bể bụng với mày. Dạ, nó cười chảy nước mắt luôn á. Đã rồi nó mới nghiêm túc nó phát biểu: "À, thấy anh có nhiệt tình, không lẽ Út từ chối. Nhưng để người ta khỏi dị nghị thì mình nên rủ thêm hai hen đi theo ngồi chính giữa để phân biệt rõ ràng." Tức quá, tự ái, phản ứng liền: "Bà hai hen là chuyên gia bị bệnh chuyển, kéo cả bà đi theo để cho bà kéo đờn coi hát sao nổi. Bộ cô Út không tin qua hả? Sợ dữ à?" Cô cười, cô đáp: "Hè, thủ cẳng chắc ăn hơn." Thằng em chụp ngay thời cơ nói liền: "Thủ cẳng mà không thủ tay, vậy cho qua mượn tay cầm chút chiếu được không?" "Mượn, tao cho mày mượn." "Sao bà chủ quánh em?" "Tao đâu có đánh mày đâu. Cái lúc đó đơn nhỏ nó không bạc tay mày sao?" "Có chứ, nhưng mà bà chủ..." "Ủa sao bà chủ biết hay vậy?" "Khắp Sài Gòn có chuyện gì mà không biết chứ. Ngay cái con ghệ mày đang có bầu, mày đã biết đâu. Vậy mà chị Chính cũng nắm rõ tình hình." "Gì? Thiệt có bầu thiệt không?" "Hai tháng ba ngày rồi." "Tin gì đâu, chuyện lôi cầm lửa tầm xét, đánh ngang tài hả ta?" "Nè, thôi đó đi, lo kinh tế làm ăn, kiếm tiền, sắm tả, mua than, trữ sẵn lại dưa. Nhưng mà tao cấm nghe chưa, tao cấm ai trở đi đó, không có được dây dưa sàm sởi con Út Đẹp, mày nghe rõ chưa mày?" "Con gái ông bậy dởm mà bà chủ." "Ai? Con gái ai cũng thể kể mày. Chị Chính ra lệnh cấm là cấm. Mày lái nhả, mày lái nhắc thêm tiếng lý quầy hàm mày bây giờ. Mày nhớ nha, tao nói mày có nhớ không? Từ hậu tao cấm mày dòm ngó tao con Út Đẹp nghe chưa? Về tụi bay." "Rồi rồi, quên tiết mục phát lương." "Hay quá, nãy giờ cái miệng để đâu, đợi ba đi rồi mới nhắc. Chứ mấy người nói hết chuyện này chuyện nọ chuyện kia, còn nhảy vô cái chỗ nào được nữa mà nói." "Thôi để đó, mai mốt lạnh. Bây giờ nè, tập trung ngay vô vấn đề trước mắt đi." "Vấn đề gì anh?" "Còn hỏi nữa, cái ba lâu ngược kìa." "Thì cũng tại anh á. Em đã nói chuyện là trăm năm hệ trọng á, muốn gì á thì cũng phải chờ ngày cưới cho nó êm xuôi. Anh cứ một hai yêu cầu là phải đốt giai đoạn, đốt thì tự nhiên nó phải ra kết quả ngược vậy chứ." "Biết rồi, cái đó khỏi cần dạy. Có giỏi thì chỉ tôi có cách nào giải quyết cho nó ngọt cái món nợ đời này. Sợ quá trời quá đất rồi." "Gì? Anh muốn phá hả?" "Không, thằng này dám ăn là dám chịu. Có con là nuôi à.
Mà vấn đề nằm ở cái chỗ là nuôi mà không tốn mới cần tới cái đầu. Hiểu rồi, cái kiểu này là chắc anh suối tôi phải đi ăn cắp sữa, ăn cắp bột nhi đồng phải không? Ăn cắp là hạ sách, ăn cắp là mất công ở tù. Dân mưu trí như mình là phải xài thượng sách. Vậy thì thế nào là thượng sách? Chài. Chài là lưới đánh cá chứ gì? Cù lần quá. Đánh cá về cho bà xẻ khô ăn đợi ngày khai qua nở nhỉ chắc. Chài đây là tôi nói là chài người, hiểu chưa? Hiểu. Hồi nãy giờ là làm bộ giả ngu để cho anh đổ quạo chơi thôi. Chứ mà anh vừa há miệng ra là tôi nhảy tọt ở trong bụng anh. Tôi biết tổng tòng tâm anh rồi. Biết làm sao đâu. Anh muốn em lựa một cái mối nào sợp á, dụ khỉ người môi tiền. Em vô từ vũ á, người ta đóng viện phí giùm. Con mình sanh ra thì có người nuôi, đúng không? Chà, hay quá. Thông minh xuất chúng. Ý hợp tâm đầu, hiểu bụng Khanh không ai bằng Thúy. Đúng, mà hành hạ Thúy thì không ai bằng Khanh. Đừng nói hành hạ, đây là mình đối tác liên danh. Mỗi bên vận dụng hết tiềm năng khai thác thế mạnh để góp mặt với đời. Em phải tình đôi ta xanh như cơn sóng, niềm cười thắm trong giấc mơ đông đầy. Lúc yêu hãy yêu cho thật nhiều, lúc dương gọi lời hồn nhiên. Tình đôi ta xanh như cơn sóng, biển xa vắng trong những đêm mong chờ. Phố xưa với trăm ngọn đèn vàng. Bởi vậy nên em phải hiểu. Khỏi giảng giải dài dòng, bàn thẳng vô mục tiêu chính để mình hành động. Được, để tranh thủ hậu thuẫn của bà chính. Mình nhắm thẳng công ty Rosa là thuận lợi đôi ba bề. Cái gì? Anh định bắt tôi chài khứa rồi bẫy dởm hả? Hồi đi, cái mặt ông đó xếp lê như cái bánh bao chiều nhúng nước vậy đó. Ôi, tôi không chịu không đâu. Ai nói ông? Thằng cha đó là con cáu già. Cái bụng 2 tháng 3 ngày của em qua mắt ông có được đâu, còn lâu. Vậy chứ anh tính ai? Con trai ổng á. Cụ Sáng. Cái anh chàng lâu nay bị ổng cấm cung á, không quan hệ với đàn bà con gái á. Thành thử giống như là con nai vàng ngơ ngác đạp lên với lá vàng khô. Em nhán tới em nhán lui, dài chập là chàng là dính châu gọn nhẹ. Khỏe ra. Rồi sợ lỡ mà dính luôn phẻ không nổi à. Gì? Dám dính không? Nói nghe nổi dịch nè. Dính luôn mà tôi gọt đầu á. Tôi gọt láng như cái rau dừa. Thôi không dám đâu. Chừng đó tôi nè là nàng dâu của ông giám đốc. Có tới gọt tôi cũng không dám mà nghe. Thì tôi lái xe tôi đưa nàng dâu đâm vô cột đèn rụm nụ luôn. Trời ơi, cho nàng dâu thành nàng sơ mướp luôn. Trước khi thành nàng sơ mướp, tôi đã tống khứ anh ra khỏi trường làm đệ tử lang bang. Lang bang hay là cái bang? Tính cho tôi làm cái bang phải không? Nếu tôi là... tôi khệnh cho cô bằng cái cây gậy đánh chó bây giờ à. Nếu là chó đó thì tôi sẽ cắn anh. Dám tới không? Tôi cắn cho coi. Dám không? Dám không? Ê, thôi. Thì ghét. Nè, hai vợ chồng á, có cái chuyện gì cắn đắng á thì vô trong nhà đóng cửa dạy nhau. Ai là kéo ra đường rồi chửi bới thô tục, không sợ chẳng lai người ta đi qua người ta đàm tiếu. Tôi mà tới chậm một bước á, chị mà sổ thêm một tiếng nữa, nghe dám lùng bùng lỗ tai luôn á. Gì? Chị nào? Tôi có vợ đâu mà chị. Em gái tôi đó, giới thiệu cậu em gái tôi không sao. Ủa? Xin lỗi, tôi sớm sát quá. Không có chi. Dạ lâu nay với Thúy hủ giọng kỳ thanh, bất kiến kỳ hình. Hôm nay thình lình gặp cậu ở đây thật là vạn hạnh. Không mà phải nói là Thúy đại vạn hạnh à, phải không anh hai? Chú Khanh à. Ba tôi sai tôi đi kiếm chú để đưa ông đi ăn tiệc gì đó. Đi. Ăn tiệc nữa hả? Vậy là ăn đột xuất nữa hả? Trời đất ơi, ở một tháng đột xuất 30 ngày. Hồi sáng đột xuất ra Vũng Tàu, bây giờ đột xuất đi ăn tiệc nữa. Anh này, thì ông Bảy là một nhà kinh doanh lớn, giao thiệp rộng,
có phải là một công nhân bình thường đâu mà làm việc có giờ giấc nhất định chứ. Cô nói phải đó. Nhiều khi đang ăn ở đầu này cái đầu kia kêu, đang ngủ ở đầu kia cái đầu nọ kêu, chạy thứ điều muốn hụt hơi luôn á. Tội nghiệp ổng lắm. Đúng rồi. Bởi vậy người ta nói người giàu cũng có cái khổ của người giàu. Chứ không phải là thấy phim người giàu cũng khóc sao, nhưng mà thà khóc mà giàu chứ cười mà nghèo á, tôi không ham. Anh á thì có khóc cho đến Tết Công Gô cũng không có giàu nổi, hiểu chưa? Nè, coi chừng cái đầu thành gấu dừa nghe chưa. Thứ gì à, thôi tôi kêu xe ôm giọt tới trước nhà cậu Sang, để ông bãi ông đợi, ông chửi tôi tắt bếp à. Ê, khoan khoan, chờ tôi dọn đi luôn chứ. Cậu, tôi nói cậu nghe, cậu làm ơn cậu giữ chân Thúy em tôi, nó lâm le đi lạng với mấy cái thằng đua xe tốc độ á, thần công lộ sơi tái nó, tôi níu tôi bắt đền á. Còn mày không nghe là cậu Sang ha, tao về tao cho ăn gậy đánh chó thiệt chứ không có giỡn đâu à nha. Nè, chú Khanh, tôi không về là không có được đâu. Anh Sang, Thúy có một thằng bạn chạy mô tô 500 phân khối đó. Hay là để Thúy hú nó một tiếng ha, nó đèo cậu về nhà, cậu ở địa chỉ nào đưa Thúy mượn đi. Rồi sau đó cái theo người ta cái vèo hết đường, vèo qua đường khác làm náo động cái thành phố này phải không? Cậu Sang này biết đi chơi đó. Giờ vậy ha, mình leo lên xe cái mình ủn rồ ga cái ha, cho xe dựng đầu lên phóng qua phía trước, thiên hạ chạy tán lạng hết á, giao thông trượt hồ, mình chạy qua bên trái rách qua bên phải, gió thổi ào ào như đang bay trên mây trên gió. Rồi đụng như cái rầm, mở con mắt ra thấy bệnh viện. Anh đã có lệnh cấm rồi đó, không có được nha. Anh sợ cái gì? Sợ anh hai tôi hả? Trời ơi, có gì đâu sợ chứ. Sợ cô chết á. Trời ơi, nhầm nhò gì. Nè, mà sao anh nói chuyện với Thí mà anh cứ ngó chỗ khác hoài vậy? Ủa Thí, anh cũng sợ Thí nữa hả? Ừ, sợ lắm. Sợ gì? Sợ chết. Nhìn cô á, còn chết lẹ hơn đu xe nữa. Trời ơi, anh Sang. Anh Sang à, để Thí nói cho anh Sang nghe cái này ha. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau đầu tư cao vời vời, 20 năm cuối là bao. Thế là thế, đời sống không là bao. Là nhiều á, chứ còn đua xe lạng lách kiểu như cô á, không quá 60 ngày đâu. Nè, tôi nói là cô không được đi nghe chưa? Chứ ở đây em lẫn quẩn có một mình là buồn chết luôn vậy đó. Trời ơi, buồn thì thiếu gì cách để giải trí lành mạnh. Giờ này cũng sắp tối rồi, con gái như cô á, về nhà xem tivi hay là đọc sách còn tốt hơn. Nhưng mà tivi thì chưa có sắm, còn đọc sách đó thì chừng 2-3 trang là hai con mắt Thúy nó sụp xuống muốn đi ngủ liền. Không thì đi nghe nhạc đi, hay đi xem phim cũng được, nhưng mà cậu dẫn Thúy đi nghe. Không được, ba tôi cấm. Vậy thôi Thúy đi một mình. Nè, không được đi một mình nghe chưa. Đi một mình cái cô trở quẻ, cô tấp theo mấy cái ông đua xe tốc độ, rồi anh có thừa tôi thì sao? Dẫn tôi đi thì anh không chịu dẫn. Tôi đi một mình thì anh không cho. Tôi biết rồi. Chắc là anh muốn tôi tự dẫn phải không? Đừng. Tự dẫn nè. Đừng cô ơi, đừng mà. Cô mà tuôn ra đường xe cán tôi mạng đó. Thì kệ tôi đi. Không có ai quan tâm đến tôi hết. Tôi sống làm chi nữa, tôi chết nè. Nói bậy. Nói bậy không à. Không quan tâm sao sợ cô bị
không quan tâm là làm sao tôi cản cô đua xe tốc độ không chi? Mà anh có chịu dẫn tôi đi coi nhạc đâu. Sao? Dẫn thì dẫn, nhưng có điều là cô đi lề bên trái nha, tôi đi lề bên phải à, không được đi cặp kè nha. Sao vậy ạ? Vô tụ điểm cũng vậy nữa, ngồi gian gian cách xa vài hàng ghế nha. Thôi, đi cái kiểu đó quê một cục đi thôi, tôi không thèm đâu. Phải đi như vậy nè, tôi mới chịu. Ơi, cô trời ơi, chết tôi mà. Nắm tay đi, nắm tay đi. Sát sát lại đi, sát sát lại đi mà. Mày cười chọc quê tao đó hả con dịch nè. Con cười là cười ngưỡng mộ chứ bộ. Cậu chân bộ đồ lớn, coi không có thua cậu bãi chút nào đâu. Phong độ hơn nữa là khác nha. Mày tật xạo không bỏ, còn sang đâu? Nằm trong phòng á, đọc kinh nhật tụng. Bắt tụng riết là thằng nhỏ khờ câm. Nó anh hư chưa thấy, chứ cái điệu đó nghe, nó mà ra ngoài đường gặp cái đám ma nữ á, nó quần cho một tua biết đường gì á. Cậu Mười đừng lo, có con kèm cặp bảo ban mà, đố ai dám đụng tới ảnh á. Xạo nữa, thân mày chưa chắc mày lo xong, còn te rẹt bao qua người khác. Thằng Sang đã có thím hai hen chịu trách nhiệm, không có nhờ tới mày. Không à, thôi sáng tới giờ bà đi đâu mà sao không nghe tâm hơi gì hết vậy? Bà ra trạm y tế xin thuốc ho. Hổm rài trời đang nóng mà mắc gì sao ho liên tu bất tận vậy không biết nữa. Dứt ho tới khò khè, giống như người ta kéo cố xe lúa vậy. Hết tin đạt, nhà lửa tin hai hen không ho hoài sao được. Tao biểu bà kiếm lá thuốc dòi uống nó hiệu nghiệm bằng 10 thuốc tây mà không nghe lời tao, cứ nít hoài ba cái thứ cái xanh xanh đó, riết rồi cái mặt bả xanh chành theo giống y như mặt đơn hồng tính. Làm tổng quản đốc công ty Rosa đủ ăn rồi con Mười ơi, đừng bị đặt làm bác sĩ cho đơn thuốc người ta, có ngày á cậu ra tòa đền nhân mạng á. Con nhỏ làm tao hóa khứng à. Rồi có khách đó, ra mời vô đây. Thôi cô bãi đi vắng mời vô làm gì? Quản đốc thay quyền không được sao mày? Ra mời vô rồi chống con mắt lên coi tao mừng việc được không? Lãng quản rồi bể diễn không cậu? Muốn biết được coi không được phải chờ tao thử nghiệm nữa chứ. Nhưng mày tin đi, mừng ông Hoành ông Tráng thì tao bù, chứ còn mần ngoại giao tào lao bớt xế, khó có cái miệng nào lẻo lự theo kịp tao đâu. Lẹ đi, chuông thúc nữa kìa. Nghe rồi. Vô đi chị. Ông á, cần gì tự nhiên ấy. À, tự nhiên ấy. Sao coi bộ ông này không giống ông kia chị ơi? Vậy chẳng hay cô muốn kiếm ông nào? Dạ, con muốn kiếm ông giám đốc. Xin lỗi, cô thấy tôi ngồi bàn của ai đây không? Dạ, bàn giám đốc. À, rồi cô nhắm tướng tôi coi, có phong độ giám đốc nào không? Dạ, con có bắt chước người ta bói bài đoán tử vi chơi thôi, chứ không có biết coi tướng. Không biết coi tướng thì coi bộ đồ. Không lẽ tài xế gác gian mà bận vét thắt cà vạt? À, giới thiệu với cô ha, đây là cậu Mười, tổng giám đốc. Nè cậu, sửa có một chữ ở giữa, không có chết ai đâu mày. Dạ tổng giám đốc nói gì? Tôi biểu con cháu tôi á, nó rinh cái máy đánh chữ hư đó đem đi sửa. Định tổng giám đốc mà không thi hành sao còn đứng lóng nhóng đó hả? Cái vụ
tôi không có chịu trách nhiệm đâu à nghe. Bởi vì nóng mấy đứa lại thiệt chứ. Dân viên người nhà khó xài là vậy đó. Lương thì đòi hơn người ta, mà làm thì cử nữ. À, mà cô tới đây có chuyện chi vậy? Dạ, hôm trước con đi ăn sinh nhật nhỏ bạn, cái có một ông tới làm quen. Ông xưng là giám đốc công ty Rosa này. Quen với đàn bà con gái chắc là giám đốc bãi rồi. Wow, giám đốc bãi hả? Tức là còn nhỏ hơn giám đốc 1, 2, 3, 4, 5, 6 hả bác? Ủa, chứ sao? Công ty này nhiều việc, nhiều khâu, nên có nhiều giám đốc lắm. Lãnh đạo hết thảy các giám đốc là tôi, là tổng giám đốc nè. Ông tổng coi chừng nhiều giám đốc quá à. Thế nào cũng lọt vô dài ông giám suối. Suối là cẩn rồi. Bởi vậy ông giám đốc cần đòi hỏi phải sáng suốt, minh mẫn, nhìn xa thấy rộng. Ai xúi phải thì mình nghe, còn đứa nào xúi dại mình phang gậy lên đầu nó, đó cho nó tởn, phải không? Trời ơi, con nói bác đừng giận con nghe. Lúc mới nhìn bác á, coi bác hiền quá à. Nói chuyện với bác hồi thấy bác quá bác ơi. Hèn chi anh sang á, anh sợ ship ve. À, té ra cô có quen với thằng Sang? Dạ không. Quên, dạ có. À, mà là vậy nè, cháu với anh Sang á, trước đây vốn là bạn học, nên gọi có biết nhau là vậy. Thật ra không phải quen thân, xin bác đừng phiền trách anh. Rồi phang cây gãy lên đầu, có ăn gan trời cũng đâu có dám. Sao cũng còn một cân như vàng. Bác ơi xin đừng làm vô, bởi vì cháu rành mọi chuyện. Chung là bác rất khó khăn, cấm anh Sang không được quyền giao tiếp với con gái lẫn đàn bà. Bác soạn bài gọi là giáo huấn, bác mỗi ngày phải học cho kỹ. Bác nhai cả chắc mỗi ngày. À, cô thấy bộ mã tôi ra vẻ tí ăn Sang lắm phải không? Chứ còn ai vô đây nữa bác. Ở trong trường á, mọi người đều biết papa của anh Sang là chủ nhân công ty Rosa nổi tiếng ở Sài Gòn. Nếu không phải papa anh Sang á, chẳng lẽ bác là tổng giám đốc Dõm? Sức mày xịn 100% đây. Dõm là cha bãi kìa. Dõm á, hèn gì. Bữa ăn tiệc sinh nhật á, con nghe ổng xưng giám đốc công ty Rosa là con nghi ổng Dõm rồi. Bởi một người cha chăn con khe khắc gắt gao như chăn anh Sang ha, nhất định phải là một ông già cổ lỗ sĩ tục hậu lỗi thời rồi. Con xin lỗi bác. Không sao, tôi cổ lỗ sĩ thiệt, nhưng mà tôi đứng đắn, tôi chững chạc, không có chịu lăng nhăng xô bồ xô bổn. Bởi vậy anh Sang giống tánh bác ý à, đâu có như ông giám đốc bãi. Trời ơi, quậy ve luôn. Không, không phải quậy đâu, chẳng qua là ổng là một người năng động sôi nổi, chân tay lúc nào cũng muốn tìm việc gì đó làm, không chịu ở yên thôi. Ý anh Sang. Anh Sang nhớ mình không? Hằng nè, Hằng kinh tế tài chánh nè. Hằng kinh nhật tụng Axatin. Con ơi nhớ lấy dự mình, đừng quên nghe. Xin lỗi, Hằng nào tôi không nhớ, tôi không quen cô. Anh Sang, anh Sang. Tại bác hết đó. Sao? Tại bác làm anh sợ á. Chứ à, hồi mà năm cuối đại học bác biết không, ảnh đeo đuổi con to to luôn á. Ngày nào tan lớp ra về hả, con liếc chừng sau lưng cũng thấy ảnh bám theo bén gót. Thằng này đúng thuộc cái hàng lù đù giác cái lu mà chạy. Chưa hết đâu ngang bác. Nói bác đừng rầy ảnh tội nghiệp. Nhiều bữa ảnh còn đứng ngoài hàng rào nhà con á, cả buổi trồng cây si bất kể trời mưa nắng.
Con này hết thuốc chữa, thấy nó siêng năng tụng niệm miệng lia lịa hết, tưởng đâu nó có căn tu, ai về. Bác ơi, khoa học gọi đó là dị ứng tâm lý tự nhiên. Cái gì cấm đoán thoái quá hả, sẽ tạo nên sức ép làm người ta bùng nổ phản hồi ngược lại. Bác không nghe cổ nhân dạy mình hả, đừng dồn địch thủ tới chân tường. Nhưng bác chỉ cấm thằng Sang, đừng có ngó cái hạng đàn bà con gái lẳng lơ xa đọa. Chứ còn gặp cái người nết na lịch sự vui vẻ như cháu, bác cho nó xả vàng luôn. Bác đúng là number one. Vậy á, mà cháu cứ ngộ nhận bác là cổ lỗi sĩ tục hậu lỗi thời. Vậy hết sức, cháu xin lỗi bác nha. Tiền hung hậu kiết mà. Tốt cháu à. Có điều này bác hơi thắc mắc nha. Bác thắc mắc mắc gì bác? Giữa hai đứa có trục trặc gì không? Mà sao lông rài thằng Sang nó tỉnh rụi à, không thấy có triệu chứng nào nó tương tư cháu hết á. Thì đụng một trận đổ máu, hồn vía lên mây, còn tương tư gì nổi bác. Hả? Bộ hai đứa đánh lộn hả? Dạ không phải. Chuyện mấy tháng trước á, lúc bác đi tham quan Singapore á, bác còn nhớ không? Bác đa đoan vạng sự. Chuyện hôm qua, bữa nay còn quên lửng luôn á. Huống chi chuyện mấy tháng trước, đầu đuôi gốc ngọn sao, cháu kể lại bác nghe coi. Dạ, nhưng mà bác nghe xong bác để bụng nha. Không nên phổ biến tràn lan ảnh mắc cỏ, tội nghiệp. Chưa chi mà nãy giờ 3-4 lần tội nghiệp. Trạng thái không bình thường. Dạ, khoa học gọi đó là diễn biến tình cảm bẩm sinh. Thôi, khỏi bàn luận khoa học nữa. Kể chuyện hai đứa tôi nghe đi. Dạ, chuyện lạng dày. Sao? Chiều hôm kia vừa tan cuối học, con ngơ ngơ ra trước sân trường, dường như anh đứng đó bao giờ, đợi chờ con đã lâu. Còn sao nữa con? Lòng con như mùa xuân đến gần, nhưng con tim sao cứ ngập ngừng, vì sao anh không nói bao giờ, lời yêu em đắm say. Hay đó, có đáng đời không chứ? Ảnh cứ vậy hoài, bác nghĩ con tức không? Thằng Sang nó nhát lắm, không có dám chọc ghẹo tỏ tình với đàn bà con gái đâu. Ủa, mà như vậy thì đâu có gì là đụng trận đổ máu gì đâu. Dạ chưa, cái đó mới là mở đầu thôi. Mới có khúc đầu hả? Dạ. Vậy rồi khúc đuôi thì sao? Cháu kể bác nghe đi. Dạ. Chẳng là hả, bữa đó hả, con ra thư viện mượn sách, tự nhiên con nghe thằng bên kia đường bịch bịch. Con liếc ngang qua, con thấy nguyên chiếc ba beta đỏ mới cáo cạnh rề rề đeo theo. Chủ xe là thằng Sang nhà bác phải không? Chứ còn ai nữa bác? Không biết không? Con nghĩ á, có lẽ là muốn khoe mình mới mua xe mà không dám nhập đời, giả bộ tình cờ đi chung một đường á, để chờ cơ hội bắt chuyện. Con tức cười quá trời luôn. Con định bụng ha, chọc cho anh chàng này chạy hết sang không phải tuột xuống giả bộ xã hội chơi. Đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba là học trò. Hả? Kìa, bác biết không, con á, ra trường cả năm rồi á, mà máu rắn mắt á, vẫn còn đậm đặc trong cơ thể con dữ lắm bác ơi. Cho nên ha, hai gì á, con rẽ vô thư viện. Cái con không rẽ vô, con dông thẳng xuống chợ Bến Thành, con trà trộn vô đám đông á. Vậy là nhỏ hút mất dấu. Bác nghĩ coi,
từ cửa bắc ha, cái con lanh quanh một hơi trong chợ á, cái con mới tà tà trổ ra cửa tây. Cầm chắc là anh chàng á bỏ cuộc rồi. Vậy á mà đi chưa được mấy bước đã nghe tiếng xe bịch bịch sau lưng. Không chừng nó có giác quan thứ sáu à cháu. Con cay cú quá bác quý con. Con xẹt ngang xẹt dọc đôi ba ngã đường nữa hen. Rồi còn nghe bịch bịch không? Dạ vẫn còn bịch bịch. Bịch bịch hoài luôn. Cơn giận bắt đầu nó trỗi lên trong cơ thể con. Cái con lập tức con quyết định bắn vô đường cấm. Vậy là hết bịch bịch. Dạ hết bịch bịch. Mà nghe rầm rầm. Xe cán nó hả? Dạ không, anh cán người ta. Có ai có sao không? Dạ không. Kì. Chỉ có chiếc ba beta bể đèn nè, bánh trước dẻ queo nè, còn anh Sáng hả nằm sải lai giữa đường như vận động viên chạy marathon bất hơi khi về tới đích. Bắt kè bắt mắc quá. Không, nãy giờ ta đâu mắc cười gì đó. Ủa ba không thấy mắc cười vậy? Đâm thằng chưa cười chứ con thấy con mắc cười lắm. Ở ác rồi mà còn cười, người ta xém toi mạng rồi cô vui lắm hả? Ủa nãy giờ nghe lén ha, chứ ai biểu chạy xe rồi dám đâm vô đường ngược chiều chi. Đã vậy xích lô ở đậu sờ sờ không chịu ngó, hai con mắt thả đi đâu tông ngán chịu. Ba tôi dạy phải mà, cái đẹp rồi rắn rít ác xà tinh. Ác xà tinh? Ừ phải rồi, ác xà tinh mà bữa đó về nhà người ta bị bà già tụng cho một tăng hả, từ đầu hôm tới sáng. Tôi đụng xe là tại tôi. Mắc chi à má cô tụng cô? Sao không mắc? Mắc đưa anh vô bệnh viện cấp cứu nè, rồi phải trực ở đó chờ anh tỉnh, rồi kêu xe về đây, lay quay tới chiều tối. Cả nhà đợi cơm không được, tụi đi tìm. Đáng tụng không? Vậy sao? Vậy mà tôi đâu có biết. Tôi giận oan cho cô từ đó tới giờ á. Không giận chắc mày chuyển qua hung đích xe cam nhông á. Chú mày nói gì? Ba, giám đốc, về đi, lỡ rồi. Bác nói gì bác? Bác nói với nó lỡ giận rồi thì thôi, giận luôn cho nó đỡ vướng thêm tai nạn. Nghĩa là bác nói mạng của con xú quẩy phải không? Gặp ăn quả chứ gì? Hằng không có xú quẩy đâu chú. Ba, từ ngày con để ý Hằng tới nay á, trừ cái lần đụng xe không kể nè, mấy lần khác á, bất cứ việc gì á cũng trôi chảy rót hết á, hên dễ sợ luôn á. Ba có Hằng vô làm thư ký hả, bảo đảm công ty Rosa còn phát đạt gấp 10 á. Hả sao? Thiệt, bữa đi ăn sinh nhật á, giám đốc bãi chấm Hằng rồi, ổng dặn sáng nay tới nhận việc. Không được đâu à. Không được hả? Có gì đâu mà không được. Nè nha, cái toán là vi tính môn nào Hằng cũng biết hết á. Còn ngoại ngữ kể như là trùm luôn. Ông hỏi tiếng Anh á, Hằng trả lời tiếng Anh. Hỏi tiếng Pháp, trả lời tiếng Pháp. Rồi ông thử tiếng Hoa nữa, Hằng sổ luôn một tràng tiếng Hoa. Trời ơi, làm ông phục sát đất luôn. Trai không tìm vợ đông, gái không tìm chồng, giữa chúng danh thương. Đời bây giờ lấy chồng làm kinh tế là cẳng minh, không có sợ đói. May quá, chứ bảy về thiệt đúng lúc. Ông Tổng với anh Sang đang còn ngờ vực á, chưa tin khả năng làm việc của Hằng. Ai không tin mặc kệ, quyền quyết định thuộc về giám đốc mà. Ở đây vậy đó cháu Hằng, người có phần việc người nấy, không có ai xía bậy xía bạ. Tuyển nhân viên, phát lương, giao nhiệm vụ, khen thưởng hay đuổi người đều do giám đốc bãi phụ trách. Cháu được giám đốc bãi chấm rồi là kể như xong. Bắt đầu ngày mai bắt vô sổ. Không phải là ngày mai, bắt đầu từ hôm nay. Mời cô Hằng sang phòng hành chính đợi tôi qua làm thủ tục nha. Dạ, cảm ơn chú Bảy. Anh Sang, dẫn đường Hằng đi. Không có dẫn đường. Trời, dẫn đường cái gì? Có nhân viên dẫn đường đàng hoàng. Úc Đẹp, Úc Đẹp. Hô viên môn hù hù tao không sợ hù hoài nè. Dạ. Ở đâu mà nhảy ra mày hù sáng rồi mày? Cái cô Bảy gì là con đoán sắp có chuyện mừng rồi,
Thành thử cậu Bảy đi trước là con tháp tùng theo sau, cho đỡ mất công kêu réo khang tiếng. Được, giỏi. Để cuối tháng này cậu. Bây giờ nè, con đưa cô thư ký qua bên kia rồi dắt ghế mời ngồi. Cui nước ta mời cô uống đỡ buồn. Nhớ mở máy điều hòa không khí cho nó mát, xong rồi cậu tới. Được rồi, con sẽ lấy khăn ướp lạnh mời cổ lau mặt cho tỉnh cờ. Người ta có mê sản đâu mà lau mặt tỉnh táo. Mặt trang điểm son phấn không lấy khăn lau, tôi trâu tút lốt hay còn gì. Cho mày hết sao? Giám đốc sai đâu cứ đó mà làm. Ai khiến mày phát huy sáng kiến chỉ cho đâm hơi vậy? Tôi không phải là ca sĩ, đâm hơi cũng thành vấn đề. Trời ơi, mình đi đi. Cô thư ký. Dạ, anh Sang, nhớ lát nữa hết giờ anh đưa hàng về giùm nha. Khỏi, thư ký của giám đốc là công ty đưa rước đàng hoàng, phải cần nhờ ai ráo trọi. Cô Hằng, đừng lo nha. Ráng giỏi đi, mai mốt giám đốc sắm cho xe rim 2 mặc sức mà lãng. Ê, ai cậy chú Thà Lai vậy? Rim 2 một chiếc 6-7 cây vàng đâu phải bỏ đâu. Tôi đọc báo thấy con giám đốc còn tặng cho nữ thư ký nhà lầu xe hơi đời mới. Đó là giám đốc xài tiền chùa, phải không? Còn đây là đồng tiền mồ hôi nước tôi mà. Tiền động tâm, động não chứ bộ. Bà. Gì? Con thấy... Thấy gì? Thấy đàn bà con gái là sân tử phải không? Hả? Lời giáo huấn rồi mày học đi chỗ nào vậy? Thưa bà, số là... Không có số gì hết trơn, cái trời ơi con. Con cãi cha cãi mẹ là trăm đường con hư. Tiền nhân nó dạy như vậy mà, chứ không phải là ta đặt ra để ta cầm quyền mày đâu. Dạ con biết, nhưng con đề nghị với ba là có con với ba trong giờ làm việc. Mà đó là nguyên tắc, cơ bản của công ty Rosa. Trước mắt mọi người ở đây chỉ có nhân viên Sang và giám đốc Bảy. Cái đó tôi đã truyền đạt bắt nó vợt tử nãy giờ. Tôi dặn nó lúc nào thèm kêu ba thì tôi sẵn sàng cho nó mượn kêu đỡ. Chú thay cha là chuyện thường tình mà. Ủa vậy chú làm ba đó hả? Hai chú cháu đóng vai cha con xuất thần. Đến nỗi cái cô thơ ký mới tưởng thiệt thiếu điều kêu tôi bằng ba luôn. Sao? Cái thằng Sang kêu chú bằng ba, rồi cổ cũng xem kêu chú bằng ba luôn à? Có nghĩa là... Không đo có đâu. Chú Mười phóng đại đó ba ơi. Lộn, giám đốc ơi, cô Hằng tính kêu ổng bằng ba hồi nào. Cổ rủa ổng thì có chứ kêu hồi nào đâu. Rủa sao? Rủa nặng lắm, nghe là nhức lỗ tai nè. Nhất ta cũng phải nghe nữa. Nghe để tiếp thu ý kiến phê bình của công luận chứ. Chẳng là gì, cổ tưởng tôi là tía thằng Sang. Cổ rủa tôi chăn con khe khắc gắt gao là cổ lỗ sĩ, tục hậu lỗi thời. Tội nghiệp chú Mười quá. Khi không cái lãnh đạn thay ba thay giám đốc. Em mà lãnh đạn cho anh là thuận lý, và cấp dưới lãnh đạn cho cấp trên cũng là phải đạo. Chú Mười nó mới bắt tay vào làm việc á, mà nó tỏ ra tận tụy xuất sắc, đáng được là tiên dương. Để đó cuối tháng thưởng. Hứa cuối tháng thưởng hoài, thì tới cuối tháng cái là có việc cần để đầu chấm mắt. Coi cần lo ai thương cho ai là xong. Tao cuối tháng lù vù liên tiếp họp hành lớp lo mà thuê ma quỷ bàn. Tới giờ phòng chữa cháy rồi qua bên sở vệ sinh, còn không thì đi qua xã hội thương binh điện nước điều gạo. Phải lo mà tin con biết sao bây giờ. Vậy xin vui lòng hứa thưởng là vào đầu tháng đi. Đó, thưởng đầu tháng đi, khỏi phải mang tiếng nuốt lời. Đã chủ trương hứa cụi mà còn lo mang tiếng nuốt lời. Thằng sao kém nhạy cảm quá. À, bông rùa chú Mười. Thôi, miễn,
miễn rua. Rua mà hai tay cậu em xách hai cái vali, mất công tôi xách giùm một cái quá, lỗ hàm em. Người ta đồn á lù cù chứ, tôi thấy ông thấy hết, thiệt y chang. Chú mới lên, ai biết cái đồn lẻ vậy? Chú có quen cái nội Sài Gòn không? Ôi, cái thằng tài xế của anh, nó láo thiên láo địa, tin nó bán lúa giống có ngày. Tài chân thần tính nhất của tôi đó, đừng có quơ vào chụp mũ rồi người ta nghe. Bữa nay công ty kết thúc đợt xuất hàng quảng cáo khuyến mãi, bắt đầu bước giai đoạn 2. Chú với thằng Sang đó thì đúng kế hoạch vạch ra và tiến hành. Xong việc cuối tháng tôi, à không, đầu tháng tôi thưởng. Ba, giám đốc. Sợ giám đốc phỏng tay trên người đẹp phải không? Yên chí, con nhỏ khôn ranh mảnh, bản lãnh có thừa, không dễ đâu. Nhất của tôi đó, đừng có quơ vào chụp mũ rồi người ta nghe. Bữa nay công ty kết thúc đợt sản xuất hàng quảng cáo khuyến mãi, bắt đầu bước giai đoạn 2. Chú với thằng Sang đó thì đúng kế hoạch vạch ra và tiến hành. Xong việc cuối tháng tôi, à không, đầu tháng tôi thưởng. À, giám đốc. Sợ giám đốc phỏng tay trên người đẹp phải không? Yên chí, con nhỏ khôn ranh mảnh, bản lãnh có thừa, không dễ cắn câu đâu. Nhưng còn vấn đề kế hoạch 2, chú tính thế nào? Thì cứ đa số phục tùng tiểu số cho nó yên chuyện, đầu tháng lãnh thưởng. Bước ngáo vậy sao được? Chú, tiểu số là phải phục tùng đa số. Mày có thấy ở đâu giám đốc phục tùng nhân viên không? Công ăn lương thì đa số phục tùng tiểu số. Mày ráng chịu khó ôm bụng đói nằm chờ đi. Nhưng mà đây là chuyện gia đình, mình phải có trách nhiệm. Sản xuất hàng không đúng chất lượng là vi phạm luật pháp, gạt gẫm người tiêu dùng. Nghề của tía mày là vậy, nếu không ổng đâu có mang cái biệt danh là bãi dỏm. Hồi nhỏ còn đi học ở trường làng nha, ổng dám giả mạo chữ ký ông bà nội để gạt thầy giáo cho nghỉ, cho nghỉ phép ở nhà đi bài cào lận, vét túi mấy con ông lương chức hậu tệ. À, hèn chi tới giờ làm giám đốc ổng chưa có chứng chỉ tốt nghiệp trường trung học phổ thông nào hết trời. Ổng nói làm giàu không có cần bằng cấp, mà thiệt mới 15-16 tuổi ổng đã biết gom bưởi heo bưởi non á về phơ cho nó vàng queo, đóng lên con dấu đỏ rồi chở lên Sài Gòn bán, hô là bưởi ổi cam. Còn cam mày biết không, cam cháy nắng miệt Hậu Giang á, ổng bọc giấy lại á, rau là cam Singapore nè, cam Hồng Kông nè, chiến nào cũng hốt bạc no cành bụng. Mày á, mày là chưa bị ai hốt ổng á. Không lẽ chân á thì vô nằm ở trong hộp rồi, chạy đâu còn khỏi. Mày nghĩ coi, cái thời năm 75-76 kinh tế khó khăn á, đi gạo chui lên thành phố rồi quơ đủ thứ nhu yếu phẩm á về bán lại cho dân cổ cò, thiên hạ tranh nhau mua đất như tôm tươi. Nhưng chỉ ít lâu rồi sao á, người ta phát hiện ra hàng ổng bán toàn là đồ dỏm không à, hàng xì cút không à, bột giặt chà một hơi á nghe, trong thao dòm thấy nó lợn cợn đầy xác bột khoai mì á, đường thì nấu hoài nêm hoài không thấy ngọt, coi lại với đít nồi cả lớp cát ấy, đúng là đường cát. Còn đồng hồ thì không người lái, 3-4 cửa sổ nên mạnh cái nào cái nấy chạy, đến nỗi có lúc á nghe, khắp cái xứ cổ cò này nè, khắp cái xứ cổ cò này nè, không ai biết giờ nào đúng giờ nào sai. Thì mới 3-4 năm trước đây nè, ông mở đại lý nước mắm, mỗi thùng nguyên chất nha, ổng pha vô 2 thùng nước rồi ổng trộn bột màu vô, chừng khách bất mãn kêu rêu quá ổng lật đật ổng dẹp tiệm, sáng lập ra cái công ty mỹ phẩm Rosa, từ nước mắm mà chuyển sang nước hoa, rồi dầu gội đầu, keo xịt tóc, xà bông thơm.
Chắc nhờ có xà bông thơm nên bây giờ không còn nghe cái mùi nước mắm nó phảng phất ở đây nữa. Chú Mười biết không? Cái sản phẩm mà xịn của công ty á, hiện thời nè là đều do con nghiên cứu mà từ cái lúc mà con ở đại học á, ra trường á, con thực nghiệm thành công thì ba con mới đưa cái đó vào để khai thác đó. Không cấm mày dòm ngó đàn bà con gái mà ủng hộ mày bào chế đồ dùng cho con gái đàn bà. Bộ ông muốn nếm đòn gậy ông đập lưng ông. Không, ông muốn áp dụng cái môn là lấy độc trị độc. Rồi kết cục trúng độc ông sụm luôn. Không giận nữa nghe mày. Tình hình này tao coi dèm của bộ không êm mà sang. Làm hàng giả êm sao được chú, ở tù như chơi. Không, tao nói cái chuyện cô thư ký mới kìa. Thì nãy chú khen cái cô đó là khôn, ranh lanh mảnh gì đó, bản lãnh có thừa, không dễ cắn câu mà. Thì không cắn câu người ta, nhưng tao nghi cắn câu của mày. Thôi mà đừng có giỡn mà. Chú, con có câu ai đâu mà cắn. Không câu thì sao mày nổ máy xe lịch bịch đeo đuổi theo người ta hoài ấy. Cái đó là tại kinh của tía mày soạn không linh phải không? Keo này ổng trúng độc là cái chát rồi. Thôi xuống phân xưởng lo tiến hành kế hoạch 2. Ở đây lè nhè một lát, ổng ra ổng vũa te tua không thấy đường mà chạy. Họ bắt đầu kế hoạch 2 tới rồi đó. Chị Chính ơi, thằng em nói như để mà. Hô! Anh trò chuyện với chị Chính nào vậy anh Khanh? Không phải trò chuyện mà tập diễn xuất. Cái đoạn này trong cái tuồng nổi lòng anh Super ha, phần 2 đó, nhan đề tiếng khóc anh Super. Super? À. Ủa? Anh đó anh khóc tiếng Ăn Lê hay tiếng Ấn Độ? Tiếng Bà La Môn. Chọc quê chị. Cô Út à, tôi nói thiệt mà Út tay nhà. Tới lại tôi đưa cô Út đi coi hay lắm á. Bị đi đêm có ngày gặp ma đó. Ông bà dạy Út không dám cãi đâu. Ông bà mình xưa rồi, lên trang ngồi xơi nước lâu lắm rồi. Còn có chuyện ấy dưới đất à. Thanh niên nam nữ thời đại tân tiến hôm nay à, mạnh dạn cởi mở phóng khoáng nè. Phóng khoáng à? Phóng khoáng mà phải khôn à. Chứ sao? Chứ phóng khoáng mà ngu á. Ờ sao? Là tiêu luôn á. Phóng một cái xuống hầm cái vô thuốc luôn á, mà cá nó rỉ nhột chết bà luôn á. Chà, chết nói... liền luôn á. Nói vụ ca ca vô nhớ lại ca trà thấy sợ quá. Ê trời ơi, trời. Thôi nó cơ lại nàng áp xa ra. Sao kỳ vậy? Sao bao nhiêu đường mình binh, mình tấn công, bị bẻ gãy ráo trọi này trời. Chà. Thì ở đời mà vỏ quýt dày thì sẽ có móng tay nhọn, luật chơi mà. Em chưa tới giờ mà. Em gì khai cho rõ, không khéo thì người ta hiểu lầm em nè. Ôi trời ơi. Đồng hồ chết, tôi vô đại á. Ôi trời ơi, em gái tôi cô Út. Em gái anh hả? Em gái em chi đi nữa cũng không có ăn nhầm gì tới tôi á. Anh khỏi phải giới thiệu luôn. Chắc thấy gần ngọ mà anh hai chưa về, sợ mất giấc ngủ trưa nên là em gái anh đích thân tới đón phải không? Anh Khanh tôi á, bữa trưa hay chàng ràng chỗ này chỗ nọ chứ không có chịu ngủ, đúng không? Tôi tới đây á, là kiếm cậu Hai Sang. Ủa, kiếm anh Hai Sang tôi hả? Hai Sang đi vắng rồi có Hai Hen đây được không? Hello thím Hai. Sao hôm nay khỏe chưa? Còn lên cân xiển không? Còn hết kệ tôi. Mời cô ra khỏi nhà này. Em gái tôi mà thím Hai. Em chủ tịch cũng xin mời nữa. Từ từ thím, tôi nói là tôi đợi anh Sang mà. Dẹp dẹp.
nhỏ nhỏ để ho. Cậu hai không có tép cô đâu, đợi làm gì không biết nữa. Cô kìa thím, tôi đợi ăn để... Để làm chi? Trà lãng yêu chiếc khăn ngày nào. Ngày cùng bên nhau ai ấm tràn đầy. Trà lại anh yêu những năm hồng trò, những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Dần đi hẹn mắt môi phiền hơn chiên chút hương muôn phiền, dần hờn cho nhau nỗi đau ngập lòng, dần xa thật rồi người ơi biết không. Đi đi ra liền, xin mời để tôi ho nữa bây giờ. Ôi, chắc phải có bình hơi quá xuyển nặng à. Đợi cậu sang ra đó, cái tôi đưa lại chiếc khăn này là tôi đi mà. Khăn của người ta mà sao cô? À là vậy, bữa hổm đi coi phim, cái cậu sang cho tôi mượn cái khăn để tôi lau nước mắt. Thì bây giờ tôi phải gặp cậu sang để trả tận tay cậu sang mới chắc ăn chứ. Thôi cảm phiền nghe thím. Trời ơi cô dám. Rồi lấy bình hơi liền. Liền. Cô dám dụ cậu sang đi xem phim hả? Chuyện nhỏ mà. Tối nay nè, tôi nói cho thím nghe, hai đứa tụi tôi còn hẹn với nhau đi nhảy đầm nữa đó. Trời ơi, cũng nhảy đầm. Nói đầy thôi, cũng điêu thiên. Trời ơi. Thôi đi, thôi đi, thôi thôi. Con bà là đắc kỷ ho gà. Cái đồ bạch khúc tính. Trời ơi, tôi lên cơn xỉu là chẳng biết hả. Thím ơi thím ơi trời, không có chờ ở đây, ra ngoài này chờ đi đây. trời ơi đỡ phụ chứ. Trời ơi sao vậy? Cấp cứu bớ người nhà. Trời ơi cấp cứu gì xảy ra? Ủa bà hai sao vậy nè? Bắt rồng báo rồng ác xa tình yêu nữ xâm nhập. Cái gì? Bà nói tôi là yêu nữ. Rồi thêm một yêu nữ thay nữa rồi. Không, tôi không phải là yêu nữ đâu, mà tôi yêu anh Sang. Trời ơi sét đánh giữa trưa. Chưa hết đâu, còn bão tới nữa. Bão số 9 nè. Bà kiếm ai ạ? À? Bà vô nhà sao bà không bấm chuông mà kêu cửa vậy bà? Út đẹp đi phải không? Ủa sao bà biết tên tôi vậy? Bà là ai vậy? Tôi đâu quen với bà đâu. Dễ thương lắm, lại đẹp nữa. Thôi nghe, vuốt bỏ thuốc mê không có được nghe. Không có quen, tôi nói tôi không quen với bà mà. Thì mình bắt đầu làm quen cũng đâu có muộn. Tôi... Cô sẽ rất tốt với con. Thôi mà đừng vuốt, mà nói vuốt ghê quá. Thôi cảm ơn cô đi. Mà tôi không có dám đâu. Cô đừng mừng tôi sợ nha. Bộ trông cô hung dữ lắm làm sao? Cô đâu có giống Võ Tắc Thiên hay Từ Hy với Hậu. Cô... mà phải. Chắc cô... thay đổi nhiều rồi. Cuộc đời nó trui giũa cô thành một người đàn bà mặt thép. Đâu có còn những cái nét khả ái nhu mì của thời con gái 18 đôi mươi nữa phải không con? Út đẹp, đỡ bà hai ra giờ sau nằm nghỉ đi, để cậu tiếp khách. Dạ. Hình ảnh người xưa. Em Lan có phải không? Ông nhận ra tôi rồi à. 17-18 năm, mười mấy năm tình cũ, anh không về. Không về con nhỏ bán mận, bán chôm chôm ở bên Bắc Cần Thơ ngày nào bị ông gạt gẫm bỏ rơi vẫn còn sống. Tôi tưởng em đã đi lấy chồng. Ai? Ai bảo ông là tôi không đi lấy chồng? Bởi vậy, Lan nghe em theo chồng
làm cô dâu xứ lạ. Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim đường hoa. Em theo chồng vui chôn bao kỷ niệm, thương yêu hôm nào giờ giữ anh thương đau. Đường em đi, anh đường anh cô lẻ bởi không duyên trời đôi ngả. Mà lấy chồng rồi tới kiếm tôi làm chi vậy? Nợ đôi ba chục năm cũng phải đòi, thù tới cuối đời cũng phải trả. Với võ lâm giang hồ trong phim Hồng Kông, Đài Loan người ta thường nói vậy đó. Nhưng em có phải là tiểu long nữ hay là kim qua bà đâu mà học đòi theo họ? Tôi là tiểu long nữ của năm 2000, kim qua bà kỷ nguyên nguyên tử hạt nhân nè. Ê đừng, em gì? Tình một ngày cũng là tình thâm sâu bất tận, nghĩa một đêm cũng là nghĩa bách tuế vàng niên. Còn hận 18 năm thì gọi là hận gì? Thì hận. Hận gì? Hận. Hận gì? Hận đồ bàn. Làm sao? Là người xưa mà khắp thiên này đến như buồn sầu. Lầu ca đầu nay thấy trăng xanh xanh một màu. Nít ơi, nít sát mặt tay vậy. Còn khúc nữa mà. Nít thôi, nít. Nín rồi. Ê, anh giỡn mặt với tôi hả? Đâu có, tại em làm anh quýnh anh quản nên anh ca cho em vui vậy. Nè, niềm vui độc nhất của tôi bây giờ đó hả? Dạ. Lãi cò cho anh dài phát nha. Đừng làng ơi. Tại sao em muốn giết người em yêu? Người yêu em có tội tình chi đâu? Người lên xe hoa ngày cưới ở đâu sẽ tan mờ lối? Vui sướng gì lấy kẻ không yêu? Sao anh chẳng yêu người yêu anh? Là tại gì? Lòng anh ích kỷ nhưng anh nào hay. Không có đâu anh thề. Vì anh tan sang cô nợ duyên xem như bài toán. Giờ anh đành lành kéo lòng. Trời ơi, nói qua nó lợi hồi cũng đòi lãnh kẹo đồng, đừng có nổ súng. Cái tiếng súng vang lên sẽ phá vỡ đi một quá khứ im điềm đầy dũng kỷ niệm. Viên đạn vô tình nó sẽ giết chết một tâm hồn còn khắc đầm bóng người xưa. Trời ơi, tôi nổi da gà hết rồi. Sao anh nói lối tôi nghe mùi quá. Bởi vậy không có gánh hát nào kêu làm kép chánh thiệt là uổng gì đó. Ừ. Ê, nhưng mà có điều bây giờ thì nó hoàn toàn nó không có gây được một ấn tượng gì đối với tôi hết á. Em cái gì? Càng nghe anh nói tôi là càng quét ghét anh hơn. Đừng bớ ra. Ôi cái gì đó anh Bảy? Gì đó anh Bảy? Thích khách, có thích khách. Thích khách hả? À. Thiệt không? Thiệt. Chỉ tôi giọt à. Đấy, đứng yên chú Mười Quẹo. Đầu hàng. Em đầu hàng nghe, đầu hàng nãy giờ nghe. Thấy súng là em đầu hàng. Chà, thích khách này sao thấy hơi quen quen ta. Quen thân nữa là khác. Chỉ khác là ở bộ đồ với một ít son phấn cộng thêm với 18 năm tuổi đời. À, cô Chính Lan phải không? Mèn ơi, bữa nay bày đặt mặt sườn xám đồ nữa heo. Chảy tóc đít cô heo, mang giày cao gót heo, mũ nẩu tôi nhìn không ra nữa. Sao mạnh giỏi không cô Chính? Ừ. Ê quên, tôi đầu hàng rồi.
Đừng có phơ bất tử nghe cô Chính. Dạ, có phơ là phơ kẻ bạc tình, còn chú với tôi là cái chỗ hữu hảo với nhau. Lúc tôi nằm nhà Bảo Sanh á, thì chú cũng vất vả chạy tới chạy lui với tôi vậy. Thì hồi đó mình là bạn nghèo với nhau mà. Tiếc rằng chỉ vài bữa sau thì chú lại thông đồng với gã đàn ông bất nhân kia, đem con tôi đi giấu biệt. Còn pháo tính là nó đã chết rồi nữa. Trời ơi, đành lòng nào đang tâm chia rẽ cho thâm tình cách xa. Từng đêm mắt queo lệ nhòa, thương con thở sớm rời dương thế. Thì ra là mưu của ông cho tôi xót xa cuộc đời nổi. Ông sống thêm làm chi, chỉ gây đau sầu cho người quá khăn mà thôi. Đành lòng nào lang ơi, em bắn ra tay, em bắn anh gây đục là đời anh tiêu. Em có vui gì đâu, con mình sẽ mồ côi. Thấy mình càng thêm chán trường. Có gì đâu chán trường em lạc. Nhắm mắt đưa tay lời liền, đây tôi sẽ ra tay. Xin đừng chỉ chân, dẫu sao cũng là thâm tình bao năm. Chú cũng đang tầm chia lìa mẹ. Giơ tay lên nè, là bất tử quá. Giờ nãy giờ em hạ xuống đâu? Cái đó là do anh Bảy tôi chủ trương á. Chủ trương của tao nhưng mà mày góp ý. Ê, trời ơi, bộ tính bán cái đi, tao chịu tội một mình hả mày? Cô Chính ơi, cô Chính, tôi có lỗi với cô, nhưng đối với con nhỏ thì tôi chăm sóc nâng niu chiều chuộng còn hơn con đẻ mà. Xạo, mày có vợ con ở đâu mà phe con đẻ? Đó là tôi thí dụ, cô Chính biết không? Nó đòi một, tôi cho một. Nó đòi hai, tôi cho hai. Nhưng mà chú đặt tên con tôi nó xấu quá đi. Không. Đẹp là tên ở trong nhà thôi. Đúng. Còn rồi, trong hộ khẩu tên của nó là Trần Lan Hoa. Đó, tên ngang khách trong. Đẹp quá. Tôi ghép tên cô ở giữa để sau này nó nhớ. Lẽ ra phải đặt tên Trần Chua Lan Hoa cho nó đủ bộ. Nhưng tôi thấy anh Bảy tôi không xứng đáng, nên tôi gạt tên ảnh ra rìa. Thôi chú ơi, chú xạo quá đi. Ờ, tại tôi giống Út Đẹp. Ủa, không phải, Út Đẹp nó giống tôi, xạo can không nổi mà. Hôm nay tôi tới đây đó là để đòi lại nó. Bây giờ mấy người mau thu xếp trả con tôi lại cho tôi. Chịu trả là không? Trả. Trời ơi, trả Út Đẹp. Từ từ sao được? Còn nữa chứ chưa hết đâu ông. Còn gì nữa? 18 năm bất hạnh của tôi phải được bồi thường thỏa đáng. Hồi đó có ai bảo hiểm bảo hành gì đâu mà đòi bồi thường em Lan. Sao không? Ông nhớ mà, ông đã từng thề độc với tôi, đằng nào bội bạc thì cho súng đạn ăn. Bây giờ tôi đem súng đạn tới cho ông ăn nè. Đừng. Trời ơi, mấy năm nay qua xài răng giả không à, kỹ đồ. Em kiếm cái nào bồi thường nhẹ nhẹ, nó mềm chút xíu. Mềm phải không? Ừ. Thì tiền đại để mỗi ngày 5 dụng, tính ra mỗi tháng 1,5 triệu. Một năm là 18 triệu, 18 năm là 324 triệu. Cái gì? Trời ơi, đúng là mẹ nào con đây mà 324 triệu. Trời, xỉu. Bảy. Anh trúng gió hả chú? Chứ còn gì nữa. Hôm mới lên con Út Đẹp đòi mấy chục triệu á. 64 triệu đó cha. Ờ, 64 triệu. Khoan, đừng xỉu. Ông xỉu hết lần rồi. Bữa nay con đòi tới 324 triệu. Quạt ngay cái nguyệt yếu ổng. Không biết xỉu tới chừng nào mới tỉnh nổi đây. Lâu lắm mới xỉu. Sao? Xỉu nữa. Nè, xỉu hả? Có xỉu thì cũng ngoái lỗ tai nghe tôi nói nè. Sau khi tôi rước Út Đẹp về đó, tôi sẽ đòi ông mỗi tháng 5 triệu cho ông tẩu quả nhập ma cho ông biết. Trời, tính cái gì mà cắt cổ vậy à? Xỉu nữa. Thấy không? Thấy xạo chứ? Đó, cô thấy chưa? Liệu bớt chút đỉnh, mai ra ông tỉnh sớm chút. Tôi không có gấp gì trơn.
Bây giờ tôi ngồi đây tôi chờ nè. Chú cho tôi xin điếu thuốc coi. Thuốc đây, không hút. Nhưng lúc nào cũng phải thủ sẵn một gói trong túi nè. Làm nhiệm vụ ngoại giao mà. Khỏi, chú khỏi bật lửa. Tôi này nè. Ủa, té ra súng quẹt máy, không phải súng thiệt hả? Cái gì, súng giả hả? Súng giả không sợ, điện thoại, kêu... Kêu ai? Kêu... Gì vậy? Bây giờ có cái chuyện gì thì ông nhờ hai thằng em tôi đi nè. Đâu? Ê, hai đứa tôi giới thiệu đi. Hai đứa nào đây? Tôi từ vào làm chủ tị con rắn xin quan đi chủ quan cầu hàng cao một thước 15 inch nặng 60 pound 20 foot nghề nghiệp lang thang bẩm sinh hung khí thường dùng dao cạo râu ghi lẹt. Tôi tám độc con cọp tuổi dần sinh quán kho phế liệu ga xe lửa Hòa Hưng chủ quán bằng đá số 5 công viên Lê Văn Tám thợ mộc không chuyên hung khí thường dùng xà beng can cột. Trong mặt Hòa Hưng sao anh Bảy, có cần nhờ người ta cái gì không? Trẻ đôi của mắt mày á, đồ ba phải. Mặt ông này mà trẻ khó coi. Chứ sao, trẻ đôi người ta tưởng con khỉ đột hai đầu. Chỉ cần rạch một đường vòng quai hàm, kéo căng da, mai cho thẳng lại là ông trẻ ra như con trai 20 tuổi. Chưa hết đâu, sau đó tôi bữa xương cắn giò lại, cắp giò cho cân đối, khỏi mà đi xiết cọc que. Thôi, cảm ơn. Trời xanh sao để vậy? Cần sửa sang sắc đẹp mới là anh Bãi tôi kìa. Ông này hả? Bắn trái qua tao vậy. Ông này thì tôi gọt bộ ria, chỉnh hình lại hai con mắt cho nó bớt thấy giống thừa tướng Quách Hoàng. Tôi giải phẫu bổ sung moi bộ dây thần kinh đại gian đại ác của ổng trong hộp sọ ra, để ổng trở thành nên con người đại nhân đại nghĩa. Sao? Thế nào? Hai thằng em của tôi nó có nhã ý như vậy đó. Ông giám đốc thấy sao? Thế rìm cái đầu chứ sao? Trời ơi. Lạnh xương sống nữa. Trời ơi, em làm ơn biểu họ nhổ xào đi. Bao nhiêu điều kiện em đưa ra đó, anh chịu hết trơn á trời á. Chứ để họ ở đây thêm chút nữa, anh lên tăng xong đứt mạch máu não rồi không còn ai chung tiền cho em đâu. Được, tôi sẽ cho anh đúng một tháng. Địa chỉ của tôi đây. Sau một tháng mà không thấy con Út đẹp và số tiền 324 triệu đồng, tôi và hai thằng em bắt buộc sẽ tái ngộ anh một nơi nào đó, một ngày đẹp trời. Ha, bye bye. Về tụi bay. Dạ. Bye. See you again. No, see you again. Đi luôn Thanh Kiều, đừng trở lại. Trời ơi, mày còn giỡn được sao mày quẹo? Tao sắp khinh kiệt rồi nè. Tao sắp đăng bố cáo phá sản rồi nè. Tao gì nữa đây? Trước khi bố cáo phá sản, ông chủ giải quyết giùm cái bụng em gái tôi. Bụng nó làm sao vậy? Dạ 2 tháng 15 ngày. Cái gì mà 2 tháng 15 ngày? Vậy cũng không hiểu. Mắc câm tích đó cha nội. Mắc câm tích ra tiệm thuốc bắc đi bác sĩ chứ kiếm tuần gì? Ông chủ ơi, mắc câm tích ở đây có nghĩa là có bầu à. Có bầu? Tôi không biết, bây giờ ông chủ giải quyết làm sao cho êm thì giải quyết. Lãng nhắc, bầu của ai làm với bầu của tôi vậy? Bắt tôi giải. Liên quan gì đến cái bầu của cô đâu, trời lãng. Anh nhớ kỹ lại coi, sợ ham vui đột sức nhiều quá, giờ anh quên. Đừng nói tầm bậy nha, tôi chưa hề quen biết cô gái này nha. Mặt mũi chưa có thấy lần nào, làm sao mà đổ nợ được. Khanh, dạ. Mày giải thích cho tao nghe coi. Tao xử tệ gì với mày hồi nào đó mà mày đem cái bầu này mày gán cho tao? Ai gán cho ông chủ? Tác giả cái bầu này là của cậu Hai Sang. Hả? Đúng. Ngoài cái bầu này ra đó, cậu Hai còn tặng cho tôi một chiếc khăn tay nè, để làm kỷ niệm nữa đó. Rồi rồi, ông thằng lù đù vác cái lu chạy rồi. Thằng Sang, cái bầu của thằng Sang. Phải.
Cậu hai nói là muốn có một đứa nhỏ trong nhà để cho ông nội ẵm bồng. Được khơi chứ bồng sao nổi mà bồng. Thì anh để tôi bồng cho. Không, thằng Sang là do bà hai quản lý. Phải hỏi lại bà đã. Bà hai, bà hai, tôi hỏi nè. Dạ, ông bãi kêu tôi. Thằng Sang đâu? Dạ, cậu hai đang làm việc ở dưới phân xưởng á. Bà có thấy cô này bao giờ chưa? Tại vậy? Chính đó, ác xà tinh, con yêu nữ, nó phá hoại đời cậu Sang. Ôi, nó đập nồi cơm của tôi mà. Nhân cha con và thanh thần amen tha tội cho con. Vậy là đúng bon rồi. Con tôi hạ nóc ao tôi rồi mà. Ôi, bao nhiêu năm tôi gìn giữ chắn chắc. Tôi hy vọng rằng nó xứng đáng kế thừa ghế giám đốc công ty Rosa. Tôi đang kén chọn cho nó một cô vợ có món hồi môn bạc tỷ. Vậy mà tiêu hết. Ồ, đừng quá bi quan. Tôi đã có phương án dàn xếp cứu vãn tình hình rồi. Dàn xếp cách nào? Không là tao bể mặt hết. Nếu mà ông chủ chịu trả cho tôi 20 triệu á, thì cái bầu này coi như là đi vào cõi hư vô. 20 triệu? Không mắc đâu. Ông đừng xỉu nha ông chủ. Bình tĩnh. Một người đã từng xỉu gì 324 triệu, sức ấy bị 20 triệu mà xỉu. Anh Khánh, vậy là sao? Biết vậy hồi nãy tôi đòi 50 triệu ngon lành hơn không? Xỉu là tầm thường. Lần này ta sẽ chết đứng như Từ Hải. Nhạc này ngộ ghê chị Hằng. Chị Hằng ơi, nhạc này kêu bằng nhạc gì? Nhạc Nam Mỹ. Nam Mỹ lận hả? Vô trăm bằng cặp trời luôn à. Trời luôn. Không sai không về. Thêm bia ơi, chú Tư giao cạo. Trời, Tư giao lam không phải giao cạo tôi cút. Thì giao lam cạo không lẽ để trẻ cuối. Cô kia vậy là chính xác rồi. Chú tám đẻo phân tách vậy là thông lắm á. Thưởng chú một ly luôn à. Cảm ơn cô. Nhưng mà em là tám đục không phải tám đẻo nha. Đục đẻo cũng một thứ, cũng khác ở chỗ nào đâu mày ơi. Đúng. Dạ đúng ha. Đúng thì xin cô Út thưởng cho em ly. Được. Biết kiếm chát lắm. Dạ. Nghề của hai đứa mà. Làm vệ sĩ mà bữa nay phải nhảy ra hầu bàn. Hai đứa em cũng vẫn vui vẻ phục vụ, không kêu ca một tiếng. Còn này nữa nha. Mai mốt cô Út có cảm mạo ông hàng mỏi tay nhức chân đó nha. Kêu hai đứa em nắm bóp giác hơi lạo. Thôi đủ rồi ha. Đợi vài bữa nữa tôi thưởng tiếp mà. Nói ăn hồi. Tôi ghét là tôi không có thưởng luôn. Bữa không. Nay phải để dành đẩy bia cho cô Hằng. Không thiếu Út ơi. Còn đây nửa kết lận á. Cô Hằng đã nói không sai không về. Nửa kết ra nhầm nhòi. Đồn. Uống á. Thì phải uống đến nơi đến chốn. Uống lưng chừng thì ở mẹ nhà nằm ngủ sướng hơn. Hai con ơi. Vậy cũng được, nhưng mà nhà hàng sắp sửa tới giờ mở cửa rồi. Hai đứa em phải ra ngoài gác nữa. Còn trong phải nhường chỗ cho khách chứ. Dẹp khách hả? Chú tin là tôi dẹp khách không? Nói má tôi. Bữa nay nhà hàng phải nghỉ bán để ăn mừng đứa con trôi dạt về trùng phùng dưới mái ấm của bà mẹ thân yêu được không? Dạ nhưng mà... Đúng rồi. Út Đạt, chúc mừng cô. Yeah. Yeah. Trời ơi, hai cô ơi. Hai xỉn là chuyện của đàn ông. Hai cô là đàn bà con gái. Đàn bà con gái thì sao? Dạ. Đàn bà con gái thì sao?
Tại đàn ông các ông sai xỉn được, đàn bà con gái không được hả? Quyền bình đẳng ở đâu? Chuyện bị ông sao trời xử chị ơi. Mình là con gái mà không có nên làm quan tòa chị ơi, không được đâu. Thôi được rồi, cô hiện vậy chứ tôi à, tôi quậy hết. Thôi đừng tức. Tần hết luôn. Tôi không phải là món đồ chơi cho họ được. Cùa quy lộn đùa cọp. Không đáng. Không đáng. Ghê quá. Chị, trời đất ơi, gì vậy con gái? Dạ thưa chị Chính, chỗ ăn chè. Dạ thưa, điểm tâm mà nhị cô vô gọn hơ một kết rưỡi. Lỗ chi thầm tái thế cũng chào thua luôn. Hai đứa bay đưa sửa soạn cho nhà hàng mở cửa đi, để trong này chị lo. Dạ tụi em đi. Con uống chi tới quắt cần câu vậy nè con gái. Uống gì mới đang uống cơ mà. Rượu không sai thà uống nước lạnh đỡ tốn tiền mà. Nhưng mà con là con gái mà con. Má cũng từng là con gái vậy. Má nói ra câu đó không ra lại như má chưa thấm chút nào hay sao. Con gái không được cái này, con gái không được cái kia. Vậy con gái được cái gì? Hay là được người ta dụ dỗ chiếm đoạt rồi đuổi hất ra ngoài đường thế đám như ngày xưa, hay rồi nở đau một mình để rồi họ lại nhẫn tâm tước đi quyền làm mẹ của mình. Cuộc đời đôi lúc má còn quên, nay giờ con nhắc cho mối thù xưa cũ dạy ta uống vô trăm phần cho ngã nghiêng cuộc đời. Mừng ngày má con mình gặp nhau, uống đi con uống vô trăm phần. Yêu má yêu trăm trăm á. Dạ. 100% với má con ha. Dạ. Dạ luôn. Đúng. Bây giờ hai mẹ con uống mừng. Mừng hai mẹ con mình được đoàn tụ. Phải vậy thôi, đoàn tụ là phải uống. Uống mừng cho má vượt qua khỏi 18 năm gian khổ để đứng thẳng nhìn đời. Uống mừng cuộc trả thù của má đang đến hồi kết thúc. Uống nè con. Không à. Không à. Hả? Mừng đoàn tụ uống nhiều rồi à. Bây giờ con đề nghị má là uống tạm biệt được không? Hả? Con nói gì tạm biệt? Mới có mấy ngày mà con. Mấy ngày mà con thấy nó dài, giống như mình đã trải qua 5-10 năm rồi mà. Bỗng dưng một con nhỏ nhà quê ở cổ cò mà áo bà ba đi chân đất tóc cột đuôi gà, đột nhiên mà trở thành một cô tiểu thơ đài các ngựa lên xe có cái hầu người hạ. Thì con gái của bà chủ nhà hàng muốn đi ca thì phải vậy chứ sao con. Không lẽ giờ con còn luyến tiếc cái xứ bưng lát củ cò ha. Không phải luyến tiếc mà là tội nghiệp đó mà. Ở dưới đó có những đứa nhỏ không được đi học mà, bị phải làm người lớn chạy gạo kiếm cơm đó mà. Người lớn thì quần quật cả đời mà ít dám ăn no. Lớp thì trồng trọt, lớp thì chăn nuôi, mà cứ phải cam chịu tương rau nhịn thịt là sao? Con ơi, con người có cái số hơi sức đầu con thắc mắc. Vô nè. Vô thôi mà. Vô là vô thôi. Vô con. Con
buồn lắm á. Sao ông buồn? Tại sao con lặn hụp với cái chú hổng yêu 18 năm ở cổ cò? Con không biết buồn, con không biết đau. Nghĩ rằng cuộc đời tự nhiên nó là như vậy đó mà. Rồi bỗng dưng bây giờ con ngồi ở đây, mỗi ngày con nhìn thấy người ta ăn xài phung phí, một việc đủ cho cả một nhà dưới đó sống dư dật một năm đó mà. Những món tiền thừa mứa bỏ đi có thể nuôi bao gia đình neo đơn túng thiếu mời. Đó mới chính là điều tự nhiên của cuộc đời xưa nay vốn có sẵn rồi đó con. Con đã may mắn con thoát ra khỏi cái chỗ tối tăm, thì con đừng bao giờ con quay đầu con nhìn trở lại làm chi. Không đâu má. Dù cho cái xứ đó có tối tăm nghèo nàn đâu đi nữa thì đó vẫn là quê hương hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nối liền bờ đê, từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều tà như bức tranh đời tình quê đậm đà. Dù xa xôi nhớ ngày trong nuôi, nhớ lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Dí dầu thương những con đò, thương hàng dừa xanh, thương nhiều chiếc áo ba ba dây nặng gắn lúa lúc tan chợ chiều, khi cõi làm con nước lớn trong đó. Má thấy chưa, biết bao nhiêu năm má bỏ quê bỏ xứ, má vẫn còn nhớ rõ ràng bao nhiêu hình ảnh của quê hương. Vậy mà bây giờ má biểu con bỏ đi luôn sao được má ơi. Nhưng mà con là con gái của má, con phải ở đây để cho má thương yêu con chứ. Má phải bù lại những ngày thiếu thốn tình mẫu tử. Chỗ của con là phải ở đây, ở cái nơi sang trọng văn minh này nè con à. Không ơi, lúc nào con cũng có cảm giác giống như mình có tội với làng xóm của mình vậy đó. Con cũng không muốn ở đây thị thiền cảnh má trả thù bà. Con tạm biệt má. Nó tạm biệt chỗ này đó hả? Nhà hàng của tôi đã bỗng nhiên trở thành khách sạn. Giờ hai đứa nó gục, không lẽ mình không dám gục té vô chứ? Phải uống chứ. Tại sao lại không uống? Vô nè. Vô. Dạ thưa bà chủ. Ê, tao đương nhậu nghe. Dạ. Đừng thằng nào con nào quấy rầy tao nghe. Dạ I see. Dạ hai đứa em xin phiền bà chủ 50 giây thôi ạ. Chuyện gì nữa hả? Dạ. Dạ thưa bà chủ, anh Khanh của em bị ông Bảy cho nghỉ dài hạn, không có cho ăn lương. Nói nôm na là đuổi việc hả bà chủ? Đuổi là phải. Yeah. Gặp tao tao cũng đuổi. Đồ cái thứ nuôi ông tay áo, nuôi chi cho mang quả. Trời đất ơi, đừng gieo tiên quan, tổn thương uy tín thằng em bà chủ. Thằng em là đệ tử ruột của bà chủ, nằm dùng trong công Rosa, làm nội gián giữa lòng địch. Có phải ông bốm gì đâu. Không phải ông á, thì mày cũng là bò cạp á. Trời ơi, còn xấu hơn ông nhiều á. Quan tụi em mà bà chủ, tụi em tiến hành phi vụ vừa rồi á, chẳng qua là để tiếp hơi cho bà chủ đánh xẹp cái công ty Rosa. Ê, nhưng mà nó đâu có xẹp. Triển vọng xẹp là cái nhà hàng Monica này nè, chỗ làm ăn của người ta mà bị bụng bầu kia tới đốt vòng lâm 5-7 chập cũng chưa chắc đã hết xuôi. Dạ không có đâu bà chủ. Dạ dạ con nghệ em có chữa cái bầu này là bầu hên lắm, mới có 2 tháng 15 ngày mà đã vô 20 triệu à. Dạ nó xài tới đây là kể như bà chủ có tiền điếm mỏi tay mệt nghỉ luôn đó. Dạ em còn nghe nói là ông Bảy đã gom đủ 324 triệu, sắp sửa đem giao nộp cho bà chủ nay mai thôi. Ờ, 324 triệu đối với cha đó đó hả?
chỉ bằng ngón tay út thôi. Yeah. Chính ngón còn lại thằng em sẽ chặt cho cục luôn. Mà không chừng á, cặp giò của ổng á, keo này cũng đi đứt luôn. Vừa cục lại vừa que nữa. Ê, mày định chơi ổng vô gì nữa đây? Thì sứ mạng bà chủ quỷ thác cho con đó mà. Cả năm trời con heo giở xác sao, nên là phát hiện ra kế hoạch này. Số là công ty hôn xa họ chuẩn bị làm là ngay một lô hàng. Thì bán hàng họ phải làm hàng, có cái gì đâu mà bị nói ra. Cái đáng nói là ở trong cái hàng này họ sản xuất còn là đồ giỡn, bắt đầu làm hơn nửa tháng nay. Chợt ra tay họ đâu đỡ kịp thì hôm nay tức nè. Vậy thì kể ra thấy nó cũng hơi ác á. Ác với kẻ gian ác không có tội. Bà chủ đừng có gài số ve, giờ chót uổng công con. Nhưng mà tao sợ mẹ ơi, tao sợ hại người ta đó, rồi trời hại lại mình á. Trời ơi, hảo hán giang hồ đâu có ai sợ trời sợ đất. Bà chủ là sư tỷ một đám dân anh chị, không lẽ... Anh không hiểu gì hết. Đâu phải là bà chủ sợ, chẳng qua là... Là sao? Thì là người ta vậy nè. Vậy nè. Rồi, bây giờ mới là cái vậy nè. Sao? Cô Út Đẹp. Ê, tao cấm nha. Tao cấm không ai được gọi là Út Đẹp nghe chưa. Dạ. Bắt đầu từ bây giờ nó là cô Lan Hoa. Mày hiểu không mày? Vậy đó, hiểu chưa? Ông Bảy với bà chủ của mình đây là... Tình xưa nghĩa cũ chứ gì. Cho nên hổng rủ cũng tới. Nín. Tao không có tình xưa nghĩa cũ với ai hết á. Tao có tới công ty Rosa là để tới đòi nợ, để trả thù. Trả thù nhưng bụng không nợ nên rung tay. Tao mà rung á mày? Ê, tao sẽ cho thằng cha đó nằm đường ngủ thấp thịt cho mày thấy. Nhưng e rồi bà chủ thấy ổng lạnh rồi cái bà chủ động lòng, mất công á đi kiếm chăn cho ổng đắp. Tao lột cho ổng chết cống luôn cho ra mà tao đắp cho ổng chả. Ông trời ơi, nói dễ làm khó bà chủ ơi. Ê, tao nói là tao làm nha mày. Mày toàn quyền chỉ huy vụ đánh úp công ty Rosa. Tốn bao nhiêu tiền tao trả hết. Bây giờ dứt khoát chưa? Dứt khoát. Đây nè, bây giờ tao ứng trước 2 triệu. Thiếu đủ rồi đó. Thanh toán sao nha mày? Thằng em làm thiệt à. Càng sớm càng tốt. À, không giao trở. Quân tử nhất ngôn. Không. Thằng em lấy được. Khoan. Là gì vậy? Không phải tài xế thượng thẳng mà giọt tuốt ra ngoài rồi. Thằng em mà khí thế đang lên mà bà chủ làm mất trớn à. Dục tóc bất đạt. Yeah. Mấy cái thật lóc chóc mày cũng không bỏ à. Em sorry I see. Rính mày. Dạ. Bây giờ hai đứa ở lại nè, giúp tao đỡ con Lan Hoa với bạn gái nó lên vườn ngủ trên lầu giùm cái coi. Được thôi, chuyện gì dễ mà. Bà chủ cứ đi lo công việc bà chủ, để mình... Đứng lại, để đó cho tôi. Gì đây? Trời ơi, em đang mang ba lô ngược mà, không nên cử động mạnh. Cảm ơn, lòng tốt vừa ở đâu quá mà bữa nay lạc vô bụng anh vậy. Coi à, hồi nào giờ? Nào giờ hễ thấy con gái là anh cứ lăn xăng như là mèo mà thấy mỡ phải không? Thằng Thúy nói đúng đó. Thằng Sở Khanh mày đó, cái mặt là không bảo đảm rồi. Thôi, chịu khó lãnh phần dọn dẹp, còn phần người đẹp để thằng Thúy nó lo. Xong việc đó rồi hai đứa cứ tự nhiên ra về. À, vậy cho vừa lòng cô. Nhẹ không muốn, muốn nặng không à. Khi không có rước thêm dịch vụ dọn bàn. Trời ơi. Khoan, chờ đã. Lao động công ích lẹ rồi gì à. Chờ gì nữa. 2 triệu bà Chính mới giao. Đưa đây. Tiền này công tác phí nha. Chừng nào phí tôi chi. Để ở trong túi ông á. Rồi ông đi á. Rồi công tác tắc ôn tắc quái gì sao biết được. 20 triệu môi được của ông Bảy. Cô dành làm thủ quỷ một mình luôn à. Bây giờ giờ đưa không? Không đưa tôi là bơ. Thôi thôi thôi. Nè, lận lưng đi, cho mau lên ký. Vãi vậy chứ. 20 triệu ha. Sắp
Rửa mất 2 triệu còn lại 18. Bây giờ nhập lại 2 triệu mới vô, trở lại nguyên vẹn 20 triệu. Ôi, đeo 20 triệu sao mà thấy trong lòng phơi phới vẻ rẻ ơi. Ai mận gì tôi? Dạ, bà chủ biểu tôi đưa cô lên lầu nằm. Nhà hàng sắp sửa mở cửa. Tiên khách hội đưa chị Hằng bạn tôi lên trước. Đó, sai mà vẫn còn lịch sự có thừa. Ai chê cổ nhà quê à? Dạ, xin lỗi cô thơ ký. Mình không quán không thù, mà tôi giá họa cho cậu hai làm cô đau lòng. Chẳng qua là vì đồng tiền nó xúi dục. Chỗ bạn gái, thông cảm với tôi em. Ôi, ai cười vậy? Người đẹp ơi, có phải chăng duyên trời đưa đẩy đẩy đưa mà từ cổ cò em lên nhà ông Bảy cho đó bọc gặp đây? Để cùng một lượt từ nhà ông Bảy ra đi, hai đứa tái hợp giữa chốn này. Mai mốt em có xuất cảnh sang American hay phăng xe, cuộc đời chắc cũng khiến xui trôi qua tới đó, tới Paris hay là Nữ Ước, cho tranh thủ hùng viễn đi. Xem đi coi hát. Đúng. Dữ không? Qua đợi câu đó này mấy tháng rồi à? Đợi sao phải đợi cả tháng lận? Tại vì tôi đã yêu em từ muôn kiếp nào. Hey! Cho dẫu mày đây đời như bổ đau. Hey! Biết rằng chẳng được gần nhau, đừng đem cay đắng cho nhau, cho cuộc đời rơi vào thương đau. Rồi, nói gì dẫn tôi đi coi hát thôi. Đi liền. Người ta đang diễn tới tập 4. Qua đưa em đi nha. Đi coi phim mà anh Chauffeur. Tập 4 mang nhan đề anh Chauffeur số đỏ. Chưa chắc đỏ đâu, đen. Sao chẳng hạn tới rồi, đen thiệt à? Ủa sao chuyển tôi qua bên tay ai à? Cô theo túi. Tin cái thằng cha đó là Tiêu Tùng đó nghe cô Út. Khổ nổi. Tôi biết vậy mà sao tôi dứt không nổi mới lạ. Cô là con gái của một giám đốc công ty Rosa và bà chủ nhà hàng Monica. Đàn ông con trai muốn cỡ nào mà không được. Đừng có dại dột mà quơ nhầm châu à. Hốc hận cả đời. Trời ngon ha. Chưa đám cưới mà lên mặt dạy đời, lên mặt làm xếp thằng này hả? Muốn nắm quyền hả? Còn khuya nè, một ngày đẹp trời, con đại bàng này sẽ vỗ cánh bay lên tới tận trời xanh, ra tới giải thiên hà luôn. Ta sẽ lấy vợ nhà giàu, ngồi Mercedes vừa ngửa băng ơn sao, chứ không thèm ngồi chùm hổm mà ôm cái vua lăng đâu. Tại sao có những thằng mặt trắng tay trơn làm được giám đốc, phải không? Mà thằng này, thằng Khanh, tài xế, không làm chủ được hả? Trời ơi, chưa chắc à. Ông chủ bệ vệ đàng hoàng á nha. Tại vì tính toán cho lắm á, thì tấm cũng ước mình, hiểu không? Sao chàng hãng chiếu mạng nữa rồi? Khổ ghê. Thằng cha này xài chiến thuật bàn tay mềm là thằng chả nút trọng. Phải áp dụng nắm đấm răng đe, mai ra mới trị nổi. Chị Ly! Ô kìa, như vậy đại ca, mạnh giỏi mạnh giỏi. Không được mạnh, yêu xìu. Đã yêu mà còn dở khẹt nữa, không có giỏi đâu cưng. Như vậy đại ca, lúc nào cũng vui vẻ, mai. Chứ tài lộc vô không lẽ buồn. Bây giờ nè, em nghe kỹ đi nè. Đây chẳng qua là một công trình tập thể. Em gái chịu khó mang bầu, thằng Sở Khanh chịu khó tinh kế bài mưu, hai đứa anh chịu khó kinh tiên giữ miệng, cung hỷ là hỷ chung, mình ăn đồng chia đủ nha. Vậy đại ca nói chia, mà chia cái gì? Không biết.
nội vụ 4 người, 20 triệu cắt làm tư, mỗi người 5 sắp. Mở bóp ra chia liền đi, để lâu tiền nó nguội. Gì gì đây ca, giỡn chơi thôi mà, trời ơi mắc cười quá à. Cười đi rồi biết. Dưới giang hồ gọi hai thằng anh là bóng kiều nhị tiêu, tức là hai cái cười ở cầu móng á, biết chưa? Biết chưa? Đặc biệt hai thằng anh cười là có người phải khóc, nên thiên hạ còn tặng cái biệt danh đó là nhất tiếu vạn lệ xa. Vậy hả? Vậy thì em muốn khóc thiệt nè. Thôi được rồi, khóc sương sương thôi. Bề gì á, thần em cũng còn 10 triệu chứ bộ. Gì gì đại ca, sự ép em quá mà em khóc nữa. Sự ép nó nói mình sự ép. Đại ca không có sự ép em Út. Em Út nó lờn mặt, tự nguyện mở bóp ra hay đợi hai thằng anh giúp cho một tay. Nghe chưa? Hai thằng anh mà ra tay mà tính thêm thù lao phụ trội nữa đó. Dạ thôi, thôi để em tự nguyện. Lẹ lên đi. Dạ. Ủa đâu rồi? Gì vậy? Tiền 20 triệu. Tôi để trong này mà, sao không cánh mà bay vậy, có lấy không? Trời, nói chuyện bất cười. Nói chuyện bất cười, cười không? Trời ơi, tiền chứ phải quả tiền đâu mà không cánh mà bay. Nè, chị cha qua mặt hai thằng anh là không có xong đâu nghe. Thiệt mà, em mới đếm đó, kiểm tra đàng hoàng rồi, cổ cẩn thận rồi mà. Vậy mà sao kỳ vậy? Chuyện gì vậy Thúy? Thúy, chuyện gì vậy? Con ghệ mày nó khóc á. Biết rồi, mày thấy nó không có cười là biết nó khóc rồi. Nhưng mà tại sao nó khóc? Tiền mất hết trơn á, trời rồi. Mất tiền? Mất hết trơn? Dạ. Đưa con coi. Trời ơi, con 20 triệu mất. Hồi nãy con nguyên cộng rõ ràng mà. Trời gì mất lẽ hả? Nước đá mà cũng không thể tan nhấp nháy như vậy được mà. Thiệt mà, không tin thử kiếm đi. Đi kiếm rồi nha. Trời ơi, không thể được. Trời ơi, nằm mơ cũng không thể nào như thế này mà được. Trời ơi. Chết rồi. Bây em nhớ rồi. Ở đâu? Ở đâu hả? Trên đường di chuyển. Con gậy mày nói sao vậy Sở Khanh? Nó thừa lệnh bà chủ độ hai người đem lên lầu, chắc làm rớt cọc tiền đâu đó. Hú hồn. Thằng em cũng hú hồn hú vía. Cảm ơn quý huynh chia sẻ nỗi lo của tiểu đệ nha. Không dám đâu, không ai quởn chia sẻ với mày đâu. Chẳng qua chuyện này mình công ty. Công ty moi móc. Anh Khanh ơi. Sao cao cao cái gì? Gì em cao 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 nói đi. Có chưa? Em kiếm đủ chưa, hết mọi chỗ rồi. Rồi sao? Không hết rồi. Trời ơi là trời. Không thấy. Trời ơi. Tính sao nữa đây? Trời hại người gian rồi. Bây giờ phải tính sao đi anh Khanh? Tính cái gì nữa mà tính? Cô đã nói tính toàn cho lắm thì tắm cũng không có đồ thay. Con ơi, nhớ giữ lấy mình. Thấy con gái đẹp nhìn hải thân. Con gái đẹp là... Con gái đẹp là hùm beo rắn rít, ác xà tinh rút xương thịt người ta. Sao vậy bà hai? Mắc gì mà sao sáng nay bà ngứa cổ bà tằng hắn hoài vậy bà hai? Còn cái tay sao rung hết, đụng rơi cái này rồi cái quẹt rơi cái khác vậy bà hai? Trời ơi, bà làm tôi phân tâm quá à. Không lần nào mà tôi đọc lời gia quấn cho suôn sẻ hết á. Đọc chi cho hao hơi tổn tiếng cậu ơi. Thầy Mười chê kinh ông Bãi soạn không có linh, để ông thỉnh kinh gì của Ấn Độ về đó cho cậu thủ quấn. Ông mê Tây Du Ký, chắc ông muốn bắt chước đường Tam Tạng rồi đó. Có điều kinh Ấn Độ
Thầy Tam Tạng thỉnh hết rồi, còn đâu mà tới tay ổng? Còn chứ mày, còn kinh Sumatra. Sumatra? Sumatra là đất của Indonesia, là Nam Dương quần đảo. Ủa, làm gì có kinh Ấn Độ? Hình như chú lộn rồi đó, chú nói lộn qua kinh Kumasutra rồi đó. Ừ, không chừng vậy, mày có đọc chưa? Đọc từ khuya rồi. Kinh khủng. Kinh khủng lắm. Trời, chưa nghe mà đã thấy rùng rợn rồi. Đâu, cậu đọc tôi nghe thử coi. Thôi đi bà ơi, già cá rồi bỉnh quảng không đó, nhiều chuyện không à. Kinh đó để trẻ người ta nghe. Bà mà bà nghe một cái đó nghe, bà không lên cơn xiển cấp 8 liền đó. Trời, giống y như sao bị xẹt. Tôi đứng cách thật xa mà còn nghe gió lành lạnh giỡn tóc gáy. Cổ xì tin với con đó. Tội mày đáng lên vàng quả. Người ta xì tin là còn hạ thủ lưu tình, chưa nở nặng tay đó nghe con. Trời ơi, vậy mà chú nói là không nặng tay hả chú? Nặng tay không mà chưa biết, chứ nặng chân thì thấy rõ ràng rồi đó. Cái nện cái gót dài mà nghe cốc cát cốc cát cốc cát, muốn biết con rái luôn, thủng nhĩ rồi. Tình hình này nhắm coi có gỡ nổi không chú mày? Tao nhỏ lớn còn riêng, chưa từng bước qua ngưỡng cửa tình trường. Chuyện gỡ rối tơ lòng, hỏi tao như cốc hỏi ông trời mấy tuổi. Sao mày không thỉnh giáo bà hai hang kìa? Tôi gốc nữ tu, ở nhà ra tới giờ còn nguyên y chang vậy à. Đừng níu kéo tôi vô ba cái thứ đó. Thôi bà, bà mà ở chùa cái Phật trời không tản cư hụt dịch đó tôi con. Chà, coi mồi chiến tranh sắp bùng nổ là thêm hai. Ở đây tránh không khỏi lạc đạn đâu nghe. Tôi với thím sơ tán trước thì chắc ăn thím hai. Sơ tán rồi ai canh? Canh cái gì nữa? Nó đã lãnh cái bằng cấp tiến sĩ Kumasutra đó. Thím dư rồi, muốn canh giữ theo canh giữ tôi nè. Thôi 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 nghe, đừng có nói lãng quẻ à nghe. Già cả rồi đó nghe. Đâu có già đâu hen, chỉ hơi lớn tuổi chút đỉnh thôi mà. Cỡ mình như về người ta gọi là con nít sống lâu năm, chứ đâu có già hen ơi. Đồn cha già lãng nhất. Vậy mà bày đặt chê ông bãi này ông bãi nọ. Tưởng sao? Thấy con gái người ta cái là tung tướp, tung tướp. Xích 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 qua văn, văn tùm lum hen. Hen, hen hãy nhìn lại xem, ông bãi á, ông mê con gái, chứ còn tôi đâu có hen. Chứ ông mới nói cái gì đó, ông biểu tôi bằng lòng đi. Kêu hen bằng lòng là đâu phải mê con gái, tôi mê bà già, tôi biết tự lượng sức mình mà hen. Thôi, xin ai đó đừng vô gì. Hen, hen, tôi nói thiệt mà hen, hen đừng có chạy, coi chừng té, nó biến chứng qua xuyển đó hen ơi. Hen ơi, chờ quẹo với hen ơi. Thôi, bây giờ đi hết rồi, mình rảnh rồi. Coi coi, đọc lại coi. Con ơi nhớ giữ lấy mình, thấy con gái đẹp. Hằng. Vậy tôi không có nói chuyện với anh à? Hằng, đứng lại coi. Làm gì? Nghe tôi giải thích nè. Giải thích gì? Tôi không có cần. Anh lo đọc thơ giao quấn của anh kìa. Sáng giờ tôi đọc mỏi miệng lắm rồi, cỡ 30 lần là ít đó. Đã đọc thì ráng mà thực hành, đừng có ngó tôi. Hằng, dầu gì trong đời mình cũng phải được ngó một người chứ. Thì có người cho anh ngó rồi đó, 20 triệu. Người ta có
toan cho tôi thôi mà. Hằng hãy tin tôi đi. Đàn ông con trai mấy người đều vậy hết á. Có ai chịu cho ăn cướp đâu hả? Chứ ngu hả? Tự nhiên chịu cho ăn cướp để cho công an ta còng đầu. Nhưng mà tôi nói thiệt tình á, cái bụng cô Thúy á. Bụng cô Thúy hay là bụng ai cũng đâu ăn nhầm gì đến tôi. Làm ơn tránh ra tôi đi, coi bực mình quá đi. Hằng, Hằng có biết là từ lúc Hằng dẫn tôi đến giờ, đêm nào tôi cũng thao thức. Thao thức? Thao thức nhớ ai hả? Nhớ người ta hay là thao thức làm cái gì? Tôi đâu có nhớ người ta nào đâu. Tôi nhớ Hằng đó. Cho nên tôi mới... Mới thì sao? Ngồi một mình uống cà phê, đắng đầu môi. Ngồi một mình uống cà phê, nhớ người em bây giờ ở nơi đó. Có gì vui không em, có gì vui không em? Tôi nơi này ôm nỗi nhớ, nhớ ngày ta lao đao hai đứa mình xanh xao. Nhớ ngày ta lao đao hai đứa mình thương nhau. Ngồi một mình uống cà phê, tuyết lạnh rơi. Ngồi một mình uống cà phê, nhớ chuyện xưa. Xưa tình mình như con nít, ghét rồi thương nhau, ghét rồi thương nhau. Nay cuộc đời ai cũng lớn, để rồi phong ba, để rồi chia xa, để rồi phong ba, để rồi chia xa. Xa luôn rồi. Giờ tránh ra cho tôi đi được chưa? Ăn. Gì? Trời ơi, đi đâu mà xách vali theo vậy? Đà Lạt, tiếp thị với ông bà giám đốc. Thôi, đừng. Không có nên đi đâu Hằng ơi. Anh Quyền Vịnh cấm tôi. Không phải cấm, nhưng mà tôi khuyên. Khuyên cũng không có quyền nữa. Một con người lăng nhăng hư đốn như anh, anh lấy tư cách gì mà khuyên răng người khác chứ hả? Đi tiếp thị chuyến này xong á, ông bà giám đốc thưởng tôi 3-4 tháng lương phụ trội. Nói vậy thôi chứ không phải vậy đâu em mà. Ông Bảy còn hứa giúp má tôi sửa lại căn nhà, rồi lên 2 tầng lầu nữa. Ừ. Rồi ông cho Hằng á đi tàu bay bằng giấy luôn đó. Mấy đời mà nữ thư ký lại đi tiếp thị về. Sao giờ hành chánh mà sao chuyên viên quá học còn ở đây ha? Dạ thưa ba. Giám đốc. Người ta là con trai tổng giám đốc, vui thì làm chơi, buồn thì nghỉ khỏe, áp dụng kỷ luật lao động sao được. Với tôi thì quân pháp bất dị thân, không có trường hợp ngoại lệ, yêu cầu người nào vào việc đấy. Dạ thưa giám đốc. Dân nè, không có đi ngang ngang. Vậy là cô Hằng đã thay đổi ý kiến. Thay đổi ý kiến? Thay đổi ý kiến gì? Thì cái vụ đi tiếp thị Đà Lạt đó, tôi mới nghe. Dạ không, chẳng qua Hằng muốn chọc tức anh Sang thôi, nên mới đẩy đưa vậy. Chứ đi Đà Lạt hả, thì phải chuẩn bị áo ấm nè, găng tay nè, nón chống lạnh. Khỏi. Khỏi chuẩn bị gì hết. Xe chạy ngang qua Intershop á, là tôi mua cho Hằng đủ thứ. Nghĩa là vô sắm một hơi là trọn bộ luôn. Cần mua thêm sợi dây chuyền, cái đôi bông tai cho nó lóng lánh, có chẳng hề gì. Tiếc quá. Hằng á, nửa muốn đi với ông Bảy cho vui, nửa muốn không đi vì sợ anh Sang anh buồn. Nè, thằng Sang đang mắc cạn với cái bụng em gái của thằng Khanh. Cô Hằng đừng có nhử nó bắt thêm một cái trận nữa, khổ tôi. Không, khổ ông già nó. Cũng khổ là tại vì bài học gia quấn ông soạn nuốt không có trôi. Ông Bảy hơi đâu lo chuyện bao đồng. Ai đời dạy con mà chỉ dạy lý thuyết, muốn cho thực hành là sao? Trời, dạy thực hành nó quậy búa xua. Không có đâu. Ông Tổng Mười á là con người quang minh chính đại. Tuy hay bông lơn thiệt, hay đùa giỡn thiệt, nhưng rất chính chắn đàng hoàng. Nè,
đánh giá một cái con người bằng cái mã bề ngoài là không có đúng đâu. Hằng ấy, cái điển hình như thằng Sang nè, bộ tướng lừng khừng thấy con gái là mặt đỏ tía tay, ai ngờ. Ông Bảy nhắc thằng mới nhớ nha, khoa học có đề cập đến vấn đề gen di truyền á mà. Con á thường thường thì giống cha. Thì bởi vậy nhưng cũng không nhất thiết là... Tất nhiên á, phải có trường hợp ngoại lệ chứ. Anh này á, ảnh giống ai đâu á. Chứ trong công ty á hả, Hằng thấy chỉ có ông tổng 10 á là ngay thẳng chững chạc, không có ấm ớ lăng nhăng. Không lẽ Hằng muốn nói tôi nghe. Ông Bảy đàng hoàng nhất trong đám người lộn xộn. Bởi vì ông Bảy tánh tình giản dị là bình dân, không ưa quan liêu cửa quyền, thích gần gũi nhân viên cấp dưới, đặc biệt là với nhân viên nữ. Chứ nhân viên nam gần gũi thiên hạ nói tôi bóng lễ cái sao? Nữ mà như cô Hằng đây nghe, thằng đầu đuôi mới không thích gần gũi. Ông tổng 10 cũng nhận xét như vậy đó. Nữa tổng 10 nữa. Ông nói ổng cấm anh Sang giao du với hạng đàn bà con gái lẳng lơ, hư thân mất nết kìa. Chứ gặp người đoan trang lịch sự như Hằng á hả, ổng cho xả vàng luôn á. Trời ơi, cái thằng cha mười quẹo rồi định phá cho dở kế hoạch tôi mà. Ông Bảy kêu ông tổng quẹo này quẹo nọ hả, ổng nghe được là phiền lắm à. Phiền làm gì tôi, sao lãng quạng tôi cho gì cổ cò ăn cháo trắng luôn. Anh tính gì được cơ anh Bảy hả? Tôi cũng đang có ý xin anh về cổ cò, về dưới ăn cháo trắng cho tâm hồn nó trong trẻo lại. Chứ hổm rày ăn cơm công ty Rosa của anh, nó tèm lem tuốt luốc hết đôi ba phần, để que nó đục ngầu không còn thuốc chữa anh Bảy ơi. Chú làm gì vậy? Chú ơi, huynh đệ tương tàn hả? Không ai đánh lộn với anh đâu mà anh lo thủ bộ. Tôi quen mừng ruộng, không quen mừng võ sĩ. Trả bộ đồ vía lại cho anh nè. Cái này có ngày nó hại tôi nín thở nè. Ở đây với tôi ai mà dám nhào vô hại chú. Thân anh lo chưa yên. Anh bảo kê kéo tôi chìm xuồng chung với anh chắc. Thôi tôi về cổ cò mừng phó thường dân cho chắc ăn. Lỡ có trầy trật gì á cũng là cái chuyện nhỏ, không động tới móng chân người nào. Còn ở trên này, mần tổng này tổng kia, một cái xảy tay đủ gây quả lớn cho thiên hạ. Sẵn cái thòng lọng này đây nè, đó, treo tôi lên gọn lắm anh Bảy ơi. Coi bậm trợn vậy mà cũng sợ chết dữ à. Chết không sợ chứ sợ cái gì. Tôi có tương tư thất tình ai đâu mà không sợ chết. Chú nói gì? Chú nói gì tương tư thất tình? Chú nói ai? Thì người nào đi vô xí một cái, đi ra xí một cái đó. Thì tôi xí là tôi chê mấy người đóng kịch dở ẹt. Trời, tưởng dễ gạt được con nhỏ này hả? Ai bị tương kế tự kế, gài độ cho gà nhà bôi mặt đá nhau. Trời vậy, gieo gió thì gặt bão thôi hả? Ủa té ra dõm cũng phải có tay nghề. Dõm lộng cộng kiểu chú hả? Tôi liếc sơ qua là bắt chúng tẩy liền. Thì tôi ở cổ cò mới lên, bị lây thứ máu dõm chưa được mấy ngày, làm sao dõm bằng người ta. Nè, dõm bằng người ta mà liếc ai á? Hả? Gì liếc tôi? Tôi nói người ta nào dõm? Thì cái người sợ mang tiếng có con á, phái đẹp chê già bán cái cho tôi á. Ai bán cái rồi chú? Tôi có mở miệng là tuyên bố đó, tôi không phải là ba của thằng Sang hồi nào. Anh không tuyên bố, nhưng anh xí như ra mật hiệu. Chú không, hô đâu, không trưng bày được bằng chứng cụ thể. Cụ thể là nghe tôi mạo xưng tía thằng Sang, anh cũng chẳng cãi. Tôi xưng tổng giám đốc, anh cũng cho qua luôn. Dạy chối nữa không? Tôi... Thôi, thắng bại là thường sự có quân cơ, mắc gì phải chạy. Thua keo này để thư thả ông Bảy bày keo khác. Ngay bây giờ, Hằng sẽ vô thảo đơn xin nghỉ việc, nhường chỗ cho nữ thư ký mới vào làm.
May ra ông Bảy gặp được dễ dãi hơn. Bye bye. Hằng em. Anh Bảy. Trời ơi, bể dễ chân hết trời rồi. Bảy bảy cái gì? Chú hại tôi quá mà. Đến nước này mà anh còn chưa tỉnh cơ mà sao anh thấy chăng anh thằng con ruột đang buồn đau, đem cả con gái mình trao lại cho người ta, 300-400 triệu đồng cũng phải đành tiêu tan. Tao là thanh của các loài cây lau, gió đưa tao nằm đẹp xuống sông trồi lên, nay mất đi tiền những gom vào tương lai, tàu thủ trong chuyên hàng đang sẵn chờ trong kho. Thằng Sang đang như con gà nứt cục, còn con Út Đẹp phải đem giao cho người ta. Bao nhiêu tiền bạc anh chụp giật ngược xuôi đã tiêu tan theo mây. Anh bây giờ tỉ như trái dưa hấu, có vỏ mà không có ruột. Lầm to rồi, lầm to câu tao nói rồi. Bãi dỏm này là cây lau thân nó mềm và bền dẻo, tận gió thổi qua lau phải nằm rạp xuống, nhưng liền sau đó là lại đứng thẳng lên. Mất vài trăm triệu hôm nay, tao có cái lô hàng và kế hoạch sẵn chờ ở trong xưởng, mai mốt tung ra thị trường tao thu về bạc tỷ. Tỷ nghe chưa? Ê. Ông Bãi ơi. Gì? Ông dạ? Bãi. Cái gì? Ủa bà Bãi. Má cô Út Đẹp. Má con Út Đẹp tức là phu nhân của tía con Út Đẹp, chứ không lẽ nó từ trên trời rơi xuống sao? Thím kêu cô chính là bà Bãi không có trật đâu. Thôi thôi, nhiều chuyện quá. Bà này tới là lành ít dữ nhiều nè, không phải lúc nào cũng tào lao bá lát. 324 triệu anh đã giao cho Đẹp đem nộp, chẳng lẽ là chỉ muốn tới thím sực đòi thêm sao? Đúng bon vậy rồi, chẳng lẽ gì nữa. Anh Bảy, lẹ lên, anh chuyển ngay lô hàng đi nơi khác mắng đó đi anh Bảy. Sao? Chuyển kho hàng của tôi à? Trời ơi, chuyển liền, chuyển gấp, chuyển khẩn cấp gì một cái. Tôi có cho xe tải nhà hàng qua đậu sẵn bên sân kia kìa. Đi, chuyển đi. Nè, bà định tải đi đâu? Thì tạm qua đỡ bên tôi, cái kho thực phẩm nhà hàng còn rộng bệnh á. Thì bà kiếm cái gì đó đó rồi bà chứa đi. Căng chi thì chứa kho hàng của tôi. Kỳ ghê nha. Bây giờ tôi không có thì giờ tôi cắt nghĩa với anh nữa. Anh cho chuyển mau giùm tôi đi. Xin lỗi bà, lòng tham của con người ta đó, có ngăn có đáy, để cứ tích đức cho con cháu về sau chứ bà. Trùm mafia mà giảng kinh Khổng Tử. Ông đang nói về điều răn thứ ba, cấm tham lam của cải thế gian quá lẽ. Sao? Bây giờ ông nhất định ông chịu chết, ông không chuyển hàng phải không? Đã bồi thường cho bà đủ rồi là 324 triệu rồi. Ước khiếp cái gì nữa mà tôi đòi tịch luôn kho hàng của tôi. Ai mà thèm tịch cái kho hàng của ông làm gì? Còn 324 triệu nữa hả? Ông bồi thường cho tôi hồi nào? Hôm qua tôi giao cho con Út Đẹp. Gì? Con Út nó xin qua bên này nó chơi từ hôm bữa đó tới bữa nay tôi có thấy nó về đâu nè. Trời, không lẽ nó ôm 324 triệu cao bãi xa chạy sao? Nè, bồi bác con cháu tôi là không có đặng à nghe. Nó từ hồi nhỏ tới lớn chưa hề biết gian tham hay một cắt nào à. Một cắt tham chi cho nó bất công mang tội ở tù. Nhưng đằng này tới 324 triệu, có căn tu như tôi mà nghe con mắt còn muốn chớp chớp rồi nè. Lạy Chúa, xin tha tội cho con. Tào lao nữa, hai người đi kiếm một đẹp kìa cho tao. Hù. Khỏi kiếm, Út Đẹp nè. Trời ơi, bộ mày chuẩn bị đi cài sao ăn bẩn gì nè Út Đẹp? Dạ đâu có. Út Đẹp á, nghe chú treo ấn từ quan về cổ cò an thú điền viên, cái Út Đẹp á sửa soạn theo chú đó. Út, đi có đôi về có cặp. Út, mày nghe tao kêu không? Biểu. Sao vậy? Sao vậy Út? Ở trên này bề nào cũng còn còn có ba. Ba. Trời ơi, ba bỏ quên con 18 năm trời. Gặp lại con sao ba chần chờ, ba không muốn nhận. Khi má tới đòi, ba mau mắng đem con sang tay. Bữa nay ba xưng ba mà giọng của ba ngập ngừng do dự. Con trông đợi gì ở ba đây ba? Ôi sao trông đợi ông chứ.
ổng thì ổng xài không được rồi. Nhưng mà còn má, má thương con mà con. Má, má thương con, nhưng thiếu con má cũng không hề gì. Bởi má đã quen cái cuộc sống mà không có con rồi. Bởi má còn cái nhà hàng, còn dựa trái cây, còn đám em út bu quanh dân dạ với má. Trong khi ở Cổ Cò, con còn một bà mẹ khác. Má nằm con. Hôm rày chắc bà ngóng mày mỏi cổ ở dưới. Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại. Đường xưa mẹ hiền ra đứng ngóng, mòn mỏi trong con đến bao giờ. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương con. Gió đưa mang mát gợi những ưu sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây. Gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Cũng bỏ mơ cho con. Mẹ già chờ con ngồi đêm la rơi. Đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con. Mẹ bảo mẹ thương nhiều. Con, má tìm kiếm con làm sao được, khi mà ba con nói là con đã chết rồi. Ê, cái chuyện cũ rồi, sao đem nó nói hoài vậy? Không phải là con giận hờn vì ba má. Nhưng mà từ lúc con biết kêu má thì má con là má Năm. Con không thể nào xa má Năm được. Mà má Năm cũng không thể nào xa con được đâu. Chú Mười, đi về Cổ Cò đó chú Mười. Mình tới Quang Minh, về phải chính đại. Mày mần ơn á, đem 324 triệu trả lại cho sòng phẳng rồi đi đâu đi. Còn đâu trả chú. Sao? Sở tiêu rồi hả? Trời ơi. Lạy Chúa, xin tha tội cho cô Út, nhân cha và con và thánh thần. Trời ơi là trời, ở đâu mà men. Đây, tinh sốt dẻo còn nóng mới ra lò nè. Nó xài cái kiểu nào mà người ta đăng báo đây nữa thì trời ơi. Giờ để con đọc cho nghe nha. Hai nhà tỷ phú nhân hậu. Hôm qua, ông Trần Văn Chua, giám đốc công ty mỹ phẩm Rosa và bà Lưu Thị Lan, chủ nhân nhà hàng Monica, đã cử đại diện mang đến tòa soạn bổn báo số tiền là 324 triệu nhờ chuyển tặng trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật. Bổn báo trân trọng đề cao tấm gương bác ái của hai nhà tỷ phú biết thương người và xin thay mặt các trẻ em khuyết tật tri ân lòng nhân hậu của ông Trần Văn Chua và bà Lưu Thị Lan. Trời ơi, 324 triệu, 324 triệu mồ hôi nước mắt của tôi. 4 triệu đó đâu còn sở hữu của anh mà anh kêu trời, thấy không? Cho dầu của anh thì cũng là tiền mánh mung lương lẹo, đem bằng cái việc từ thiện cho bớt tổn âm đức. Thôi đi, từ thiện thì cũng từ thiện có chừng chứ, 324 triệu đâu phải là nhỏ đâu. Má à, mà con nghĩ á, tiền đó gẫm ra là tiền của bá tánh không á má, mình trả lại cho bá tánh là hợp tình phải đạo rồi. Trời, con ơi là con, tiền của bá tánh nhiều cái chỗ gẫm lắm. Bắt một mình ba nhả ra thiếu công bằng lắm con. Công bằng là cái chuyện của nhà chức trách. Còn ở đây con Út nó tính theo cái chuyện gia đình. Tính chuyện gia đình sao mà lại xâm phạm đến tài sản của người khác? Tiền của tôi đâu? Bắt đền cho tôi đi. Cái gì mà ào ào vậy thế?
bà chứng xử giùm tôi đi. Coi nè. Tao đưa tao coi coi. Tài xế có tấm lòng vàng cùng với số tiền của ông Trần Văn Chua và bà Lưu Thị Lan ủng hộ trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật. Bổn báo còn nhận được 20 triệu đồng của anh Đặng Hiền Khanh, tên thường gọi là Sở Khanh, nghề nghiệp tài xế, chuyển tặng quỹ trợ vốn cho người nghèo. Bà chính nghĩ coi, tức không? Nghèo sặc máu luôn á mà đem tiền ở trợ vốn cho người nghèo. Rồi mấy mốt tôi á đi nhà bảo xanh, tiền đâu mà đẻ, tiền đâu mà mua sữa chứ. Ôi trời xanh voi xanh cỏ, lo mẹ gì. Của tàu đổ âm ti, tiền gian bạc lẫn mấy khi trường tồn. Đơn giản vậy có chi mà ầm ĩ. Nhưng cha và con thánh thần amen. Chưa hết đâu, còn cái này nữa nè bà chính. Để tôi coi coi. Cô Út thương mến, như đã hẹn, tôi chờ cô Út 7 giờ tối nay tại Bùng Binh chợ Bến Thành. Mình đi coi tuồng Nỗi Lòng Anh Shipper tập 4. Cô Út đừng cho tôi leo cây thoa mỡ bò tội nghiệp. Người thật giả tôn thờ cô Út Khanh. Đó, nó hứa cưới tôi rồi đó. Bây giờ nó thay lòng đổi dạ đi tằng tiệu với lại cô Út. Thì tên nó là Sở Khanh mà. Nè nè nè, hồi nãy cô vừa nói là anh tài xế hứa cưới cô hả? Ừ. Chứ không, cô với anh không phải là anh em à? Bộ mặt tôi giống mặt nó lắm, sao mà gọi là anh em? Vì cái bầu này của nó luôn. Của nó? Trời ơi, chứ phải là của anh Sang hả? Nói bậy. Cái thằng Sở Khanh đó đó, nó xúi tôi gieo tai họa cho cậu hai để kiếm tiền. Trời ơi, mấy người báo hại, tôi giận quan cho anh Sang rồi. May mà hai đứa nào tôi giận á. Bác ơi, anh Sang đâu rồi bác hai hả? Dạ, cậu Sang đang mần việc dưới xưởng. Được rồi, cảm ơn gì nha, con đi kiếm ảnh được. Cô Hằng, gặp cậu hai cho tôi gửi lời xin lỗi nha cô Hằng. Cái thằng Sở Khanh này nó lớn gan thiệt mà. Tôi đã cảnh cáo, tôi nói không có được rề rà với con Phúc. Vậy mà cái thằng Phản Phúc ai mà nó tha. Nó là con quỷ sa tăng, Chúa sẽ đài quả một. Thò mà ham nói hoài. Út Đẹt ơi là Út Đẹt, bộ hết đàn ông sao mà mày nhờ cái thằng bán trời không mời thiên lôi mà mày hẹn đi coi hát với nó. Trời ơi, không đốt cháy nhà sao lòi ra mặt chuột chú. À, thì ra con Út mày thi hành mỹ nhân kế rồi hả? Minh quang cho cậu hai Sang phải không? Thì con bắt chước cái gì tôi rất kỹ nè. Chọc cho hoàng hậu tôi nói xuất đầu níu áo trụ dương hả? Nguy rồi, ông phải ơi chú Mười ơi, nguy rồi. Cái gì đó cô Hằng? Gì hôm sao hả? Nguy rồi, công an tràn ngập kho xưởng, người ta kiểm kê hàng là hỏi cô Minh Sang nữa. Chết tôi rồi. Trời ơi, tiêu tan sự nghiệp của tôi rồi. Anh Chí Hòa tiêu tôi rồi. Thì hồi nãy tôi đã biểu chuyển hàng đi, anh không chịu nghe tôi. Bà có nói lính xét đâu mà tôi nghe. Trời ơi, tôi nói cái gì của anh đó. Anh suy bụng ta ra bụng người, chưa chi mà anh tưởng tôi ta đeo giật của anh không à. Đừng phải đề cao cảnh giác chứ bà. Thì bây giờ, trời ơi là trời, bây giờ người ta vô người ta giác giùm anh đó, một cục xà bông cũng không còn nữa. Lính xét nhà mà ở đó cự lộn, ngộ ghê thiệt chứ. Số của nó không được phải cử chứ, ngộ gì ngộ. Ngộ ở cái chỗ là của anh Bảy, có phải của chị đâu mà chị nóng dữ vậy? Cười cái nha, không nóng mà tôi chạy qua đây làm chi, tôi là má Út Đẹt mà. Má Út Đẹt thì cũng như má, cũng như người trong nhà. Không phải người dân nước lạ gì đâu mà tỉnh bơ với chú được. Coi, lính xét nhà là bổn phận của người ta, mình mà ngăn nghiêm túc rõ ràng thì tội gì mà phải quýnh dữ vậy. Nhưng mà chú Dư biết là chú ơi là chú không thấy tôi phải điều động xe tải qua chuyển hàng cho anh thì sao? Không xong rồi, chắc tôi phải trốn. Không được, ông không có được trốn ông Bảy ơi. Ông mà trốn ai lo cho anh Sang đây? Người ta bắt trói anh rồi. Trời ơi, cho ông Bảy ở đây, người ta bắt trói ông Bảy luôn sao? Ông ơi là ông... Thượng là thượng sách. Khổ quá đi. Ông đào tới đâu người ta moi ông tới đó. Trốn mà có khỏi đâu.
Hay là bây giờ về nha. Chú Mười à, chú khéo ăn khéo nói nè, chú cầm mấy trăm thỏ thẻ vài tiếng người ta đi chú Mười. Phải đó chú Mười, tôi chỉ còn chỉ vàng phòng thân à, góp thêm cho nó mau á phê. Còn nữa, con cháu nè, 50 một ngày lương rồi đó. Còn đây nữa, hồi sáng tôi chưa đi chợ, thôi thì nhập vô luôn đi. Bữa nay chắc là không ai nuốt cơm nổi đâu. Nhân cha và con thánh thần, amen. Cái này là mấy người để tôi đi gỡ lịch trước. Ồ, việc từ thiện ít thấy ai lẹ làng, còn đồng lõa tiêu cực sao không ai kêu mà người nào cũng hưởng ứng. Chú ơi, chú lẹ lẹ đi chú rề rà hoài, họ lập biên bản anh Sang là chết bây giờ. Bộ giúp bộ Sang à, có cái sản nghiệp bạc tỷ của tôi rồi bỏ hả? Thì sản nghiệp của ông đã có tôi lo, có lo cho thằng Sang là phải rồi, thác cái gì nữa. Chúng tôi xin được phép gặp ông giám đốc. Đại diện đi chú Mười. Tôi là tổng quản đốc Trần Văn Đắng, đại diện giám đốc Trần Văn Chua, là anh Bãi tôi đây. Trời ơi, trời chết tôi. Dạ, thành thật cáo lỗi ông giám đốc. Do có đơn tố giác quý công ty sản xuất hàng không theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, chúng tôi được lệnh tiến hành thẩm tra. Nhưng qua làm việc bước đầu á, chúng tôi nhận thấy không có dấu hiệu sai trái, nên tạm thời đưa một số mẫu sản phẩm về kiểm nghiệm lại. Còn những người cáo giác, chúng tôi sẽ đưa ra trước pháp luật sau khi có kết luận chung quyết. Xin ông giám đốc cảm phiền. Dạ, không có gì à. Chào ông giám đốc, chào quý vị. Giải ba người này đi. Thúy ơi, ráng đẻ nuôi con đợi anh gì à? Ai thèm nuôi con của mấy thằng cha bội bạc. Bây giờ tôi đi phá. Chị Vinh ơi, nhớ thăm nuôi tụi em nghe chị Vinh. Hàng tuần thăm nghe chị Vinh. Mày lo, ở trong đó cơm ngày hai bữa, có đói đâu mà sợ. Chú Mười, vậy là mình tai qua nạn khỏi hả chú Mười? Anh hỏi trưởng phòng nghiệp vụ con trai anh kìa. Con, phù phép cái kiểu nào mà họ tha tàu mình vậy con? Hả? Chi mất bao nhiêu tiền để ba quần lại cho con? Có tốn cắt nào đâu ba ơi. Đút lót hối lộ á, con không hạp. Không tốn là giỏi rồi. Nhưng chắc hao nước miếng lắm hả con? Dạ, cũng không có hao giọt nào đâu. Khua môi á, múa mép á, đâu phải là nghề của con. Vậy chứ nguyên một cái kho hàng dởm á, cậu lấy gì mà che mắt mấy ông quản lý thị trường? Dạ thưa dì, công ty Rosa không phải là sản xuất hàng dỏm. Hả? Sao? Kế hoạch 2? Kế hoạch 2 thằng Sang nó phản đối, không có chịu làm. Phản đối? Nó là cái gì mà nó phản đối? Một thằng chuyên viên quèn, còn giám đốc là tôi nè. Thưa ba. Gì? Ba cho con ăn học. Những sản phẩm của công ty Rosa là thành quả của con sau bao nhiêu năm miệt mài trên ghế nhà trường. Nó là cơm gạo của ba, là ý chí lập thân của con. Con không thể phản bội lại những giá trị cao quý đó để tạo ra một cái loại hàng giả, một cái loại hàng quá mà bày bán ở vỉa hè đó ba. Bán ở đâu miễn thâu vô được, nhiều đồng lời mới là tài năng của người làm kinh tế. Chứ thơ thật thà như mày lấy gì ăn? Ăn ít nói dai anh Bảy ơi, ăn cho cành hông rồi đi ở tù anh có chịu ăn không? Sao? Điên sao ở tù? Nè, chứ vậy là cậu Sang vừa cứu anh khỏi ở tù, nhất định là phải thưởng cho cậu Sang đó. Đúng rồi, phải thưởng, phải thưởng. Thưởng gì? Thì chừng vài trăm triệu cho cậu Sang cưới vợ. Sao? Trời ơi, cưới vợ chứ đâu phải cưới hằng Nga rồi mà tốn vài trăm triệu. Không phải hằng Nga mà hằng thơ ký. Cưới thơ ký xịn đâu có qua quýt được, phải không cô Hằng? Chú này kỳ quá. Chị Hằng ơi, cưới xong rồi là phải sắm cái xe rim cho hai cô dâu chú rể đi hưởng tuần trăng mật, phải không chị Hằng? Yamaha 100 phân khối là được rồi, không cần rim đâu, phải không anh? Không, anh khoái Honda 250 chạy nè, uốn nó lẹ hơn. Vợ chồng mới là phải dọn phòng mới nè, tủ giường mới nè, nệm gối mới nè, chăn màn mới, phải không cô Hằng? Hằng á, thích có cái bàn phấn ngồi trang điểm cho nó sang ha. Còn anh Sang thì... Anh muốn có một cái tủ dài 10 thước, cao 3 thước, chứa đủ hết những tài liệu khoa học kỹ thuật, quản trị kinh doanh nè, văn hóa nghệ thuật nè, sinh thái môi trường nè.
nhớ mua chuyện Tây Du Ký Doraemon cho tao coi cái nha. Rồi à, phải sắm tivi riêng nè, cassette riêng nè, đầu máy video riêng nữa. Karaoke nữa. Ừ đúng rồi, karaoke để cho hai đứa ra hát chung. Chứ không lẽ hai đứa ngồi nói chuyện tay đôi hoài ha. Anh Bãi ơi, vị chi tính ra cũng tới cỡ đó, giá tiền cỡ đó anh Bãi ơi. Kìa, anh Bãi. Ba, chết ba. Ông Bãi. Ba. Anh Bãi. Trời ơi, anh sao vậy nè chú Mười? Bệnh cũ tái phát, nghe hao tiền là ông xỉu mà. Chị tuyên bố một câu cho anh tỉnh coi. Để tôi. Anh Bảy, anh nghe tôi nói nè, tiền đám cưới cậu Sang đó hả, tôi chịu hết nha. Hả? Cái gì? Ai chịu? Tỉnh liền. Tôi chịu. Con anh cũng như tôi mà. Bà không thù tôi nữa sao bà? Sách có câu quán thù nên cởi chứ không nên bủa. Trời ơi, bà làm xúc động đậy quá. Không chừng từ đây căn bệnh xỉu của tôi vĩnh viễn không còn. Ông phải bứng gốc cái nọc dởm ở trong người của ông ra đó, thì ông mới có hy vọng là sống trường thọ đó. Thì bà chịu khó ở cạnh bên tôi nhắc chừng thì tôi mới được chứ. Cái này kêu là Thúy Kiều tái hồi kim trọng đấy mà. Con biết là tại sao má con lại trở về với ba con như vậy nè. Thì mày biết sao, nói nghe chơi nè. Tại như vậy nè. Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngày đến xa, một ngày không đến thì ba bốn ngày. Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Yêu nhau chẳng ngày đường xa, đá vàng cũng quýt phong ba. Yêu nhau kéo áo đắp dù, ghét nhau nắng dài mưa dầm mặt nhau. Yêu nhau con mắt liếc qua, ghét nhau đêm đá giờ đầu nhau. Yêu nhau xa mấy cũng gần, ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa. Yêu nhau xé lũa mai quần, ghét nhau cãi nợ cãi nần nhau ra. Có yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói một điều cho làm cho dở đục dở trong, lỡ đờ nước hến cho lòng tương tư.